Mục Cẩn, chủ tịch Thiển Ngữ. Mục Ngôn, ảnh đế. Mục Thần, nhà nghiên cứu khoa học. Mục Hành, game thủ. Alo, Thiển Thiển về nước rồi. Thông báo xuống, tạm dừng cuộc họp, tạm dừng quay phim, kết thúc thí nghiệm, tạm dừng cuộc thi. Đẹp trai quá. Hôm nay mình thật là may mắn, gặp được nhiều trai đẹp như vậy trong một lần. Sư Thiển, thiên kim nhà tỷ phú. Quá thật khá đẹp trai. Quả nhiên vẫn là trai đẹp trong nước, phù hợp với thẩm mỹ của mình hơn. Đợi đã, Thiển Thiển luôn coi mình là anh trai ruột 10 năm rồi, có cần đổi thân phận khác tiếp cận em ấy không? Thiển Thiển. Mấy người là... Là anh hai, là anh ba, là anh tư. 10 năm không gặp, đã không nhận ra các anh rồi sao? Em nói mà, tự nhiên có mấy anh đẹp trai từ đâu đến. Quá ra là các anh của mình, thật là hời cho chị dâu quá. Thiển Thiển, sao em nói vậy? Các anh đẹp trai như vậy, cũng có thể là hời cho em mà. Đúng rồi Thiển Thiển, chúng ta cũng không phải là anh em ruột. Nghĩa phụ đã nói rồi, chồng tương lai của em phải chọn một trong bốn người các anh. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Được rồi, các anh đừng đùa nữa. Các anh nói gì đến hôn khi bé đó sao? Em không nhận đâu. Đúng rồi, anh hai, anh ba, anh tư. Lần này tham gia cuộc thi, em muốn tự dựa vào sức lực của mình. Các anh không được làm lộ thân phận của em, hiểu chưa? Xe của em đến rồi, giúp em mang hành lý về nhé. Em đi trước đi. À đúng rồi, giúp em chào hỏi anh cả một tiếng. Tạm biệt. Đúng rồi, đại ca đô. Thiển Thiển, nếu như đổi thân phận khác để làm quen em lại từ đầu, thì em có yêu anh không? Giải thưởng vàng, giải thưởng cao nhất trong làng báo chí. Lần này phải che giấu thân phận thật của mình, nhất định phải dựa vào thực lực để lấy được nó. Cố lên, xông lên. Kỳ Nguyệt Thiên, con gái quản gia. Chị Nguyệt Thiên, đây là xe của chị sao? Dương Huệ, phóng viên. Lamborghini. Đây là Lamborghini sao? Nghe nói xe này mấy nghìn vàng đó. Lái vừa một cái xe trong nhà để đi ra ngoài thôi. Dù sao cũng là đi làm mà, không nhất thiết phải lái xe sang. Trời ơi, chị Nguyệt Thiên, xe này mà không phải xe sang, nhà chị chắc chắn rất có tiền. Em biết rồi, chị Nguyệt Thiên chắc chắn là phú nhị đại, đến để trải nghiệm cuộc sống. Cái này không thể nói tùy tiện được. Trong công ty quả nhiên toàn người nịnh bợ. May mà mình thông minh, bảo với ba mình lấy cho mình một cái xe tốt. Điều đó sẽ khiến họ ngưỡng mộ mình. Chiếc xe này sao giống quà sinh nhật ba tặng mình năm 20 tuổi vậy? Bản giới hạn toàn cầu, cả thế giới chỉ có 3 chiếc. Đó là thời đại nào rồi mà vẫn có người đi xe điện đi làm, còn dám dừng ở cạnh siêu xe của chị Nguyệt Thiên. Nếu bị trầy xước, đem cô đi bán cũng không đền nổi. Chiếc xe này đúng là của mình mà, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mặc kệ đi, những lời giải thưởng vàng quan trọng hơn. Mình không thể để lộ thân phận. Chị xem cô ta đi, nhìn xe mà mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Sư Thiển, tôi nói này, cô còn không mau cảm ơn chị Nguyệt Thiên. Nếu không nhờ chị ấy thì cả đời này của cô cũng không thể nhìn thấy xe sang như vậy. Mọi người đều là người cùng công ty. Sư Thiển, cô ấy hãy xem cho kỹ đi, đến lúc quay về thôn còn có thể khoe khoang. Vì cùng công ty nên tôi mới nhắc nhở, sắp bị muộn rồi đó, tôi không chơi với các cô nữa, tạm biệt. Giả dở cái gì chứ? Đồ nhà quê, tôi thấy cô ta lại đang ghen tị với chị Nguyệt Thiên. Sắp muộn thật rồi, chị Nguyệt Thiên, chúng ta đi thôi, đi. Đứng lại, ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn. Tổ trưởng phòng. Tiền chuyên cần của cô sẽ bị trừ hết. Tiền chuyên cần của cô sẽ bị trừ hết. Quản lý, anh đợi đã. Tôi không có đến muộn, là đến đúng giờ, anh xem. Tôi nói đến muộn là đến muộn. Cô chỉ là thực tập sinh mà dám cãi lại tôi. Còn có mấy người nữa, ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn. Trừ hết tiền chuyên cần. Quản lý, chỉ một phút thôi mà, anh đừng truy cứu nữa. Đúng vậy tổ trưởng, người ta là thưởng thức thêm một lúc xe sang của chị Nguyệt Thiên nên mới bị muộn. Gì? Một thực tập sinh đi xe sang gì chứ? Lamborghini đó, đắt hơn cả xe của sếp. Anh không biết đâu, xe trong nhà chị Nguyệt Thiên còn có cái đắt hơn. Lamborghini sao? Xe này rẻ nhất cũng là 800-900 vạn. Chị Nguyệt Thiên giàu như vậy sao? Đúng vậy, chị Nguyệt Thiên là phú nhị đại, căn bản đến chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Hôm nay mới nghe sếp nói tiểu thư Thiển Thiển, con gái của người giàu nhất, đến tòa soạn làm phóng viên giải trí. Đây chẳng phải là cơ hội tăng lương cho mình sao? Chỉ đi muộn 2-3 phút thôi mà, không sao hết. Cái máy chấm công này tôi chấm công bù cho cô. Tôi sớm đã nghe nói con gái của người giàu nhất đến công ty chúng tôi làm việc.
Tiểu thư Nguyệt Thiên, cô đến sao không nói trước với tôi một tiếng, để tôi ra cửa đón cô chứ. Thiên kim duy nhất của tỷ phú. Chị Nguyệt Thiên, chị chính là tiểu thư Thiển Thiển mà mọi người hay nói sao? Thiển Thiển, Thiên Thiên, đây không phải cùng một âm đọc sao? Bọn họ đang nghĩ mình là tiểu thư tỷ phú sao? Nghe nói cô ấy luôn ở nước ngoài, từ trước đến giờ chưa từng lộ diện. Đây chính là cơ hội để mình lợi dụng thân phận này. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc, không muốn quá khoa trương. Đại tiểu thư, em biết chị khiêm tốn. Chị yên tâm, em thề tuyệt đối sẽ không nói bừa. Đúng vậy, chỉ cần an tâm làm việc ở đây là được rồi. Những chuyện khác không cần phải làm, còn chống công tôi chống bù cho cô. Họ vậy mà nghĩ Kỳ Nguyệt Thiên là thiên kim tỷ phú. Nào nào nào, mời vào, mời vào. Đi thôi. Sau này việc chống công tôi giúp mọi người xử lý. Cô muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Cô, trừ hết tiền chuyên cần, mày đứng ở trước toàn công ty làm kiểm điểm, nếu không thì cô cút đi. Họ đến muộn ông không trừ tiền họ. Tôi đến muộn ông lại trừ lương tôi. Tôi nói trừ tiền cô là trừ tiền cô. Ông có nhầm không vậy? Anh xem công ty chúng ta có camera. Nếu như đuổi việc qua trừ lương tôi sẽ tìm luật sư đó. Cô tìm luật sư? Cô cái gì mà cô? Tôi phải làm việc, tránh ra. Cô, một đứa quỷ nghèo đi xe đạp điện mà cũng dám mơ mộng chung một đãi ngộ với chị Nguyệt Thiên sao? Không xem lại thân phận của mình đi. Đi xe đạp điện thì sao? Không tắt đường còn bảo vệ môi trường. Tôi đi tôi thấy tự hào. Có thể nói ra sự nghèo khổ một cách lưu loát như vậy, đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Tôi đã nói mà, căn phòng này dạo này có một mùi rất kỳ lạ. Hóa ra là mùi của sự nghèo khổ. Đó là mọi người không biết, ban nãy cô ta lúc nhìn xe của chị Nguyệt Thiên, nhìn đến mức sắp rơi cả mắt ra ngoài. Trong lòng không biết ghen tị đến mức nào. Ghen tị thì có tác dụng gì chứ? Cô quỷ nghèo đi xe đạp điện như cô, làm thuê cả đời này, đến bánh xe Lamborghini cũng không mua nổi. Sư Thiển, cô nên nhìn rõ hiện thực đi. Quỷ nghèo như cô chỉ có thể đi xe đạp điện thôi. Xe đạp điện của tôi là tôi tự mua. Kỳ Nguyệt Thiên, chiếc xe sang của cô thật sự là của cô sao? Sư Thiển, cô nói lung tung gì vậy? Sao cô ta biết xe này không phải của mình? Ba mình ở nhà tỷ phú làm quản gia nhiều năm như vậy, mình mới xin ông ấy mang đi một chiếc. Không lẽ cô ta quen người nhà của tỷ phú? Không, không thể nào. Cô ta chỉ là đứa quê mùa, sao có năng lực đó chứ? Lời không thể nói bừa. Cô có gì chứng minh xe không phải của tôi không? Đúng vậy, là tôi tận mắt nhìn thấy chị Nguyệt Thiên từ chiếc Lamborghini đó xuống. Nếu xe không phải của chị ấy, không lẽ là của quỷ nghèo cô sao? Sư Thiển, lòng hư vinh của con người không thể lớn vậy đâu. Tôi... Cô làm sao chứng minh được đây không phải là xe của tiểu thư Nguyệt Thiên? Tôi nghe nói đây là chiếc xe mà tỷ phú làm quà sinh nhật tặng đại tiểu thư. Cả thế giới chỉ có 3 chiếc. Hiện nay chiếc này là chiếc duy nhất trong nước. Đại tiểu thư rất thích nó. Đúng thật là tôi rất thích xe này. Vậy cô đã nói chiếc xe này là của cô. Vậy cô có nhớ biển số xe không? Một chiếc xe ý nghĩa như vậy đương nhiên phải nhớ chứ. Chị Nguyệt Thiên, hãy nói biển số xe cho cô ta đi, để cô ta bị giả mặt thật mạnh. Đúng vậy chị Nguyệt Thiên, loại người này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chị mau nói cho cô ta đi. Trong nhà nhiều xe như vậy, chuyện nhỏ như biển số xe sao tôi nhớ chứ? Tôi thấy cô không phải là không nhớ, mà căn bản là cô không biết. Bởi vì bản số xe là sinh nhật của đại tiểu thư. Kỳ Nguyệt Thiên, là do trí nhớ cô kém hay là cô đang nói dối? Chị Nguyệt Thiên, biển số xe đơn giản còn ý nghĩa như vậy chị đều không nhớ sao? Chị có thật sự là thiên kim tiểu thư không? Quà sinh nhật của mình mà lại không nhớ? Chị Nguyệt Thiên, không lẽ là giống Sư Thiển nói thật chứ? Chiếc Lamborghini này căn bản không phải của chị. Tất nhiên là của tôi. Quà sinh nhật tôi nhiều như vậy, xe cũng có nhiều, không nhớ không phải rất bình thường sao? Sư Thiển, chỉ có loại người nghèo đến mức ngay cả xe cũng không mua nổi như cô mới chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Vậy không lẽ cô đều không nhớ tất cả biển số xe sao? Theo như tôi biết, đại tiểu thư thích lấy sinh nhật của mình làm biển số xe. Hiện tại trên thị trường, loại biển số xe như vậy giá đã tăng gấp 3 lần. Không nhớ một chiếc nào. Đây có phải hơi khoa trương không? Tôi có thấy nó trên hot search. Một cái biển số xe đều có thể bán tới 100 vạn. Chị Nguyệt Thiên, chị không phải là thiên kim tiểu thư sao? Chuyện ba chị làm cho chị, không lẽ ngay cả một chút chị cũng không nhớ? Không nhớ biển số xe là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu như biển số xe đều giống nhau, nhất định là phải nhớ chứ. Đáng chết, ai bị rảnh đi xem biển số xe chứ. Chị Nguyệt Thiên, nếu đã là sinh nhật của chị thì chị mau nói ra đi. Không lẽ chị ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ? Tất nhiên là tôi nhớ. Chính là nhà tỷ phú. Ba,
Sao mà nhiều quà vậy? Đây đều là do bốn vị thiếu gia mua cho đại tiểu thư. Nay đại tiểu thư nhiều năm không về nước, trong nhà không còn chỗ để nữa, nên thiếu gia bảo ta dọn đi. Vậy tốt quá rồi, nếu đại tiểu thư không cần nữa, vậy những đồ này ba cho con hết đi. Anh cả, thiếu gia quay về rồi, mau trốn đi. Nếu để thiếu gia biết ta mang người ngoài vào thì ta chết chắc. Chú Kỳ, hôm nay sinh nhật Thiển Thiển, dọn sạch những món quà này đi, rồi đưa mấy chiếc xe bên ngoài vào, dân thiếu gia. Anh cả, sinh nhật của Thiển Thiển mỗi năm anh đều tặng quà, nhưng ngay cả điện thoại anh cũng không gọi cho em ấy. Ý tưởng của anh không đơn giản. Anh cả, anh hai nói đúng. Nhiều quà như vậy vẫn còn trong hộp mà đã dứt đi rồi. Mình nhất định phải có một cuộc đời như thế. Sinh nhật của tôi là 20 tháng 5. Tôi tìm thấy rồi, là bức ảnh sáng nay tôi chụp chiếc xe đó. Mọi người xem, 0520. Tôi nghe nói những người giàu đang truy lùng những con số biển số xe 0520. Giá cao nhất có thể lên đến hàng nghìn vạn. 1.000 vạn. Một cái biển số xe còn đắt hơn Lamborghini. Chị Nguyệt Thiên, ba của chị cũng giàu quá rồi. Chuyện nhỏ như này không đáng để nhắc đến. Chị Nguyệt Thiên, em ngưỡng mộ chị quá đi. Dáng vẻ của Kỳ Nguyệt Thiên ban nãy rõ ràng là không nhớ biển số xe, sao tự nhiên lại nhớ ra vậy? Bỏ đi, có khi ăn may mà thôi. Sếp, cái gì? Tòa soạn của chúng ta bị mua lại rồi. Dân dân, tôi lập tức thông báo xuống dưới, tuyên bố với mọi người một chuyện. Tòa soạn của chúng ta đã được Thiển Ngữ mua lại rồi. Thiển Ngữ? Mai có một buổi tiệc, công ty chúng ta chỉ có một suất. Thiển Ngữ, công ty đứng thứ nhất trong ngành này, nghe nói là do một tay một tổng thành lập, chỉ trong 10 năm đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành. Bữa tiệc ngày mai, nếu tôi có thể gặp một tổng thì tôi có thể khoe khoang cả đời rồi. Thiển Ngữ, sao cái tên này lại nghe quen vậy? Một tổng là người đàn ông đỉnh cấp trong giới này, có nhan sắc, giàu có, trẻ trung, khiêm tốn. Thật sự không biết người như nào mới có thể xứng với ngày ấy. Chỉ có một người có thể tham gia, vậy thì sao mà đến lượt tôi? Chị Nguyệt Thiên, chị không phải là Thiên Kim đại tiểu thư sao? Chắc chắn chị quen một tổng đúng không? Chị nói với một tổng chút đi, tăng thêm vài suất để chúng tôi tham gia nữa. Mình làm gì quen biết một tổng? Tôi với một tổng không thân. Không phải nói những người giàu đều quen biết nhau sao? Đúng vậy, ngay cả một tổng cũng không quen biết. Cô ta thật sự là Thiên Kim tiểu thư sao? Cô nói lung tung gì vậy? Chị Nguyệt Thiên chỉ là không thân, đâu có nói là không quen biết. Chị Nguyệt Thiên, chị nói với một tổng một câu đi, ngẻ nhất định sẽ nể mặt chị là Thiên Kim tiểu thư. Tôi... Nguyệt Thiên, không phải chỉ cần gọi điện thôi sao? Không lẽ cô không muốn giúp tòa soạn chúng ta? Chị Nguyệt Thiên, đừng làm gì đắc tội với quản lý, nếu không sẽ bị đuổi việc đó. Không được, mình không thể bị sa thải. Mình còn phải bước vào giới thượng lưu. Giải thưởng vàng là cơ hội duy nhất của mình. Không phải chỉ một cuộc gọi sao? Tôi sẽ gọi cho một tổng. Nguyệt Thiên, tòa soạn của chúng ta đều dựa vào cô hết. Được, dựa vào chị Nguyệt Thiên nên cô mới được nhận thiệp mời này. Chút nữa cô phải dập đầu cảm ơn chị Nguyệt Thiên đi. Kiểu tiệc như này tôi muốn tham gia, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. Giả giờ gì chứ, chọc giận chị Nguyệt Thiên cô không có cơ hội tham gia tiệc đâu. Khóc còn không kịp. Đúng vậy chị Nguyệt Thiên, nhanh gọi điện đi. Trái lại tôi muốn xem đến lúc đó cô ta hối hận như nào. Tiệc tri ân của Thiển Ngữ giá trị lên đến hàng nghìn vạn, mình lấy đâu ra nhiều chỗ như vậy? Nhanh đi. Alo, một tổng, cảm ơn quý khách đã gọi đến 10086. Ngày bận trước đi. Cái này một tổng đang hợp, không có thời gian quan tâm những chuyện nhỏ này. Thiệp tri ân chúng ta không thể có nhiều như vậy, vậy là mất đi một cơ hội để gia nhập vào giới thượng lưu rồi. Quản lý, sư Thiển không phải nói cô ta chỉ cần gọi một cuộc là có thể lấy được thiệp tri ân sao? Sư Thiển, cô có thể sao? Quản lý, chỉ là lời nói bừa của một đứa nhà quê. Anh nghĩ là thật sao? Cô ta chỉ ghen tị với chị Nguyệt Thiên, quen biết một tổng mà thôi. Sư Thiển, tôi nói cho cô biết, công ty chúng ta không phải là nơi có thể nói năng tùy tiện. Nếu như hôm nay cô không thể lấy được thiệp thì cô cút đi cho tôi. Được, nếu tôi lấy được thiệp tri ân, mấy người có phải nên xin lỗi tôi vì sự ngu dốt của mấy người không? Nếu cô có thể lấy được thiệp tri ân, tôi sẽ viết tên tôi ngược lại. Được, cô đừng hối hận. Anh hai, lấy cho em mấy tấm thiệp tri ân ngày mai của Thiển Ngữ, thế là xong rồi. Sư Thiển, cô có thể động não chút không? Cô cho rằng cô là nhân vật lớn sao? Một cuộc điện thoại là có thể lấy được thiệp tri ân rồi. Anh trai của một người quê mùa, còn nghĩ rằng sẽ lừa được tôi sao? Cứ chờ xem, chờ. Ai mà biết, cô đang kéo dài thời gian không? Không lẽ chúng tôi cứ phải đợi sao? Sao cô lại vội vàng muốn viết ngược tên mình vậy? Cô, chút nữa là biết thôi. Cái gì? Thiển Ngữ gửi thiệp tri ân cho tôi, nói muốn mời tất cả nhân viên trong công ty đến tham gia tiệc của họ.
Cái gì? Thiển Ngữ mời tất cả chúng ta? Trời ạ, chắc chắn không có công ty nào có đãi ngộ như công ty chúng ta. E là công ty chúng ta lần này hoàn toàn nổi tiếng rồi. Bây giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Để tôi nghĩ xem. Huệ Dương, quả nhiên nghe không hay. Sư Thiển, cô đừng có mà đắc ý. Cô dựa vào cái gì mà nói tiệm tri ân này là do cô lấy được? Sự thật ngay trước mắt, cô vẫn không chịu thừa nhận à? Sư Thiển là người như thế nào? Không lẽ thiệp tri ân này thật sự là do cô ấy giúp chúng ta lấy sao? Không thể nào, cô ta chỉ là một đứa nhà quê đi xe đạp điện, sao có thể có năng lực lớn như vậy? Đúng vậy, đây là Thiển Ngữ gửi thiệp cho quản lý. Nếu như là do cô lấy thì chắc chắn phải gửi cho cô chứ. Đúng, đây là trợ lý chủ tịch của Thiển Ngữ gửi cho tôi. Vậy chắc chắn là do một tổng phân phó. Chị Nguyệt Thiên không phải ban nãy đã gọi điện cho một tổng sao? Đây là công lao của ai không phải đã rõ rồi sao? Đúng, lúc nãy một tổng phân phó sẽ bảo người sắp xếp. Tôi nói mà, đồ nhà quê này làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Suýt nữa là bị đứa nhà quê như cô lừa rồi. Đúng vậy, lúc trước còn nói một tổng bận, không có thời gian xử lý chuyện nhỏ. Bây giờ lại nói là chỉ thị của một tổng. Kỳ Nguyệt Thiên, rốt cuộc là một tổng đổi ý hay là do cô đang lừa người? Tôi, chị Nguyệt Thiên không giống loại người nhận công lao bừa như đồ quê mùa cô đâu. Cô còn muốn tôi viết ngược tên mình. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cô. Dương Huệ, tôi nói rồi, những tiệm tri ân này là do tôi lấy được. Cô gì mà cô dùng chút thủ đoạn đê tiện như vậy để có thể lừa mấy người quê mòng mòng, tự cho rằng mình là Long là Phượng, là người cao quý chắc. Cô đợi đến lúc chân tướng phơi bày, đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người. Sư Thiển, ý cô là gì? Ý tôi là gì trong lòng cô tự hiểu rõ. Chút bản lĩnh này của cô chỉ có thể lừa được đám người không có não này. Rõ ràng lời nói dối của cô bị vạch trần, bây giờ cô lại tức giận đến chúng tôi sao? Tôi không phải thiên kim tỷ phú, vậy là cô sao? Tất nhiên là tôi. Tất nhiên là tôi. Thiên kim tỷ phú? Chị Nguyệt Thiên nói chị ấy mới là thiên kim tỷ phú. Còn có thiệp tri ân của Thiển Ngữ, hai người họ đều gọi điện. Chẳng lẽ Sư Thiển mới là thiên kim thật? Sư Thiển, nói bừa cũng phải có mức độ. Tôi đi xe hàng nghìn dạng, còn cô đi xe đạp điện. Ai là thật ai là giả nhìn cái đã biết rồi. Không lẽ chiếc xe hàng nghìn dạng đó cũng là của cô? Bỏ đi, chưa lấy được giải thưởng vàng, không nhất thiết gì chuyện nhỏ này mà để lộ thân phận. Tùy mấy người nghĩ. Không giả giờ được nữa chứ gì. Sư Thiển, nếu cô lợi hại như vậy, chúng ta ngày mai cùng xem một tổng rốt cuộc có quen biết người như cô không. Tôi không cần phải giải thích những cái này với cô. Những bữa tiệc như này tôi sớm đã không tham gia rồi. Tôi thấy cô đây là không dám tham gia. Cũng đúng, người giống như cô cho dù là đi cũng là mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, nếu như cô tham gia cũng sẽ trở thành trò cười thôi. Bữa tiệc giống như của Thiển Ngữ phải mặc lễ phục. Cô sợ là một bộ quần áo tử tế cũng không có. Sư Thiển, nếu như cô thật sự nghèo, ngay cả bộ đồ tử tế cô không có, tôi có thể thương xót cho cô mượn một bộ. Lễ phục của chị Nguyệt Thiên giá trị chắc chắn không nhỏ, mà đưa cho đồ nhà quê này mượn, tâm địa thật lương thiện. Sư Thiển, nhìn thấy gì chưa? Nguyệt Thiên nói sẽ cho cô mượn lễ phục, còn không mau cảm ơn cô ấy. Tôi nói cho cô biết, bữa tiệc lần này nó liên quan đến sự phát triển của tòa soạn. Nếu như cô không đi thì mau cút đi. Được, không phải chỉ là bữa tiệc sao? Tôi đi. Vị tiểu thư này, đây là phòng yến tiệc, đồ của cô không hợp, không thể vào trong. Đồ tôi mặc có gì mà bất lịch sự chứ? Đây là tiệc tối của Thiển Ngữ, cô ngay cả lễ phục cũng không có, còn muốn vào trong? Nhanh đi đi. Tôi có thiệp mời, anh đợi chút. Tôi nói sao, từ xa đã ngửi thấy mùi nghèo nàn. Quá ra là đồ nhà quê cô. Mấy người xem cô ta đang mặc cái gì này? Một bộ đồ rách rưới cũng dám đến dự tiệc. Cô đừng nói là người của tòa soạn chúng ta, nếu không rất mất mặt đó. Sư Thiển, cô sớm nói là mình không có lễ phục đi. Chị Nguyễn Thiên sẽ cho cô mượn. Trước đó thì mạnh miệng lắm cơ mà, giờ mất mặt rồi chứ gì. Sư Thiển, bây giờ cô hối hận rồi, cầu xin tôi cũng buồn rồi. Xem dáng vẻ của cô bây giờ, hay là tìm một chỗ rồi trốn đi. Thật ngại quá, để cô thất vọng rồi. Tôi không hề cầu xin cô. Cô đúng là cứng miệng. Ngược lại tôi muốn xem cô mặc bộ đồ này làm sao vào đó. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô chút. Quản lý đã nói rồi, nếu như hôm nay cô không tham gia tiệc thì mau chóng cút đi. Chúng ta đi. Tôi không muốn để người khác hiểu lầm là chúng ta đi vào cùng với cô ta. Đúng, tôi không muốn dính vào người như vậy. Còn không mau đi đi. Tham gia tiệc từ lúc nào mà bị kiểm tra đồ mặc như nào thế này? Một đứa nghèo như cô, nhìn là biết cô muốn lẻn vào. Cô còn có thiệp mời, nếu không đi đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ động thủ đó. Anh là bảo vệ, không theo quy trình thông thường mà là dựa vào đồ mặc để nhận biết. Bây giờ còn muốn đánh tôi? Quỷ nghèo nàn dám khoa tay múa chân với tôi, hôm nay tôi phải đánh cô thật rồi, để xem cô làm gì tôi. Tìm chết.
Tên không có mắt nào dám đánh ông đi. Tổng, tổng, câm mồm, đồ ngu xuẩn. Thiển Ngữ không chứa chấp cậu nữa. Cút, dân dân. Có sao không? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi muốn nói cảm ơn anh. Cô không quen tôi sao? Bây giờ cách làm quen này đã lỗi thời rồi. Nhưng mà tôi muốn nói cảm ơn anh. Thiển Thiển, em vậy mà không nhận ra anh, vậy là em sẽ không chỉ xem anh là anh cả nữa, đúng không? Lúc nãy cô nói gì? Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ hỏi anh là ai. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi là đội trưởng đội an ninh, đang làm nhiệm vụ, không cần khách sáo. Đúng rồi, đến giờ rồi, tôi phải đi tuần tra. Tôi đi trước đây. Bây giờ bảo vệ trong nước đều đẹp trai vậy sao? Quả như là lâu rồi không về nước, thật quê mùa. Đúng rồi, anh hai nói chuẩn bị quà cho mình. Không biết là cái gì mà thần bí như vậy. Mình phải đi xem sao. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Anh hai, anh ba, anh tư, sao các anh lại ở đây? Thiển Thiển, hôm nay em đến tham gia tiệc. Bọn anh tất nhiên phải đến rồi. Thiển Thiển, em mau xem đi. Đây là anh tư chuẩn bị lễ phục cho em. Mau qua xem, có thích không? Đẹp quá. Đây, đó là bộ váy cổ điển nhà A. Thiển Thiển chắc chắn sẽ thích. Lão Tư, bộ váy này đã tặng cho Thiển Thiển rồi. Thiển Thiển, anh ba đây đã mua những bộ đồ cổ từ nước ngoài về cho em. Có phải em thích nhất là sưu tầm đồ cổ không? Đúng là trạch nam. Không phải tặng đồ cổ thì tặng đồ cổ. Nào, Thiển Thiển, xem anh hai chuẩn bị cho em này. Đây là anh tìm thợ may yêu thích của em để thiết kế cho em. Sao nào, thích không? Thiển Thiển, em thích cái nào nhất? Có phải thích cái này không? Chọn của anh đi, của anh. Chọn của anh, có phải thích cái này của anh không? Được rồi, dừng. Thực ra trợ lý chủ tịch, tiểu thư Thiển Thiển, đây là lễ phục chủ tịch chuẩn bị cho cô. Cái này đẹp quá đi. Đây là chủ tịch đặt làm riêng cho cô. Trang phục giới hạn mới nhất của nhà C. Biết cô khiêm tốn nên đã ẩn đi logo. Hy vọng cô thích. Nói với anh cả tôi rất thích. Nhưng mà từ lúc mình về cũng đã được mấy ngày rồi, nhưng không gặp anh cả lần nào. Thôi nào, lại mấy người chúng ta làm nền. Anh cả thật mưu mẹo mà. Đồng tình. Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư. Chị Nguyệt Thiên, bộ lễ phục này đẹp quá đi. Chắc cũng phải tầm mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn. Chị Nguyệt Thiên, chị đây là mặc cả một căn nhà lên trên người rồi. Tiền của công ty vậy mà mặc bộ lễ phục đắt như vậy. Cô ấy có thân phận như nào vậy? Chị Nguyệt Thiên là thiên kim đại tiểu thư, đừng nói là vài trăm vạn. Bộ đồ hàng nghìn hàng tỷ, chị ấy chắc chắn có không ít. Đúng không chị Nguyệt Thiên? Chỉ là một bộ lễ phục, dù sao cũng là tiền công ty. Khiêm tốn chút. Ba, Thiên Thiên, sao con đến đây? Thiên Thiên con mau xem đi. Đây đều là quần áo các thiếu gia mua cho đại tiểu thư. Phòng thay đồ không vừa nên ta đem đến cho con. Cái này chưa từng mặc qua, đều là mới hết. Thật không biết, não mấy đại thiếu gia này có vấn đề gì không? Đại tiểu thư ở nước ngoài, còn suốt ngày chuẩn bị quà. Đó là do các thiếu gia yêu thương đại tiểu thư. Ba, cái này đẹp quá, hợp với con. Cầm về nhà đi. Vâng. Đi đi. Có lễ phục đẹp như này, chủ tịch nhất định sẽ đối xử khác với mình. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, sao không thấy con quỷ nghèo sư Thiển đó? Không lẽ cô ta không giàu thật? Loại như cô ta ngay cả lễ phục cũng không mua nổi. Bảo vệ nhất định sẽ không để cho cô ta giàu. Mau nhìn xem, đẹp quá. Mấy người xem đó là ai? Xinh đẹp hào phóng, khí chất cao quý, đẹp quá. Người đó là ai chứ? Thiên kim nhà ai vậy? Mau xem, nhị gia của Mục gia đến rồi. Em gái, hôm nay thật là xinh đẹp. Tam thiếu gia cũng đến rồi. Thiển Thiển, hôm nay quả thực rất đẹp. Tứ thiếu gia cũng đến rồi. Tuy không muốn khen, nhưng công nhận anh cả rất có mắt thẩm mỹ. Anh hai, anh ba, anh tư,
Mọi người đừng khen em nữa, em ngại rồi đó. Sao mà mãi không thấy đại ca vậy? Đại ca, vậy thì em phải tự mình đi hỏi anh ấy rồi. Nhưng mà các anh là chỗ em đều thu hút ánh nhìn của mọi người qua đây rồi. Em làm sao mà khiêm tốn đây? Như vậy em đi trước đây, các anh đừng đi theo em. Cậu xem, chê rồi. Tôi nói rồi, là do vấn đề của hai người. Được rồi, đừng nói nữa. Vậy không bằng chúng ta đến phòng nghỉ trước, xem anh cả lát nữa sẽ xuất hiện như thế nào. Đi. Người đó là ai vậy? Khí chất cao như vậy, không phải là thiên kim đại tiểu thư chứ? Chỉ là quỷ nghèo đi xe đạp điện thôi, thật biết giả dờ. Không phải chứ, chiếc váy cô ta mặc không phải là trang phục mới nhất của nhà C sao? Nghe nói giá trị lên đến hàng nghìn vạn, còn là bản giới hạn, không phải phú nhị đại căn bản không mua được. Vậy mà có thể thấy trong bữa tiệc này, một đứa quê mùa sao có thể mua được bộ váy số lượng giới hạn mới nhất của nhà C? Lúc nãy còn bị bảo vệ chặn ở cửa cơ mà. Nhất định là mặt hàng giả. Đúng vậy, nhìn từ trên xuống dưới, ngay cả logo thương hiệu cũng không có, chắc chắn là hàng giả. Sư Thiển, cô mặc hàng giả cũng phải chỉnh chu một chút. Cái này vừa nhìn đã biết là hàng giả, mặc vào không sợ mất mặt sao? Đồ anh cả tặng bị coi là hàng giả, đúng là mới lạ. Đồ cao cấp có thể ẩn logo sao? Cô không biết à? Sao? Cô không biết à? Đồ nhà quê này sao lại biết nhiều như vậy? Chị Nguyệt Thiên sao mà không biết chứ? Đồ chị Nguyệt Thiên mặc toàn là đồ hiệu được thiết kế riêng, đúng không chị Nguyệt Thiên? Tất nhiên rồi, sao mà tôi để ý đến những cái nhỏ nhặt này được? Cũng chỉ có chị Nguyệt Thiên, thiên kim đại tiểu thư mới có thể hưởng thụ những cái này. Đồ nhà quê như cô lại còn không biết ngượng mà nói là đồ cao cấp. Tôi thấy không phải là đồ ở chợ thì cũng là đồ của cửa hàng may nào đó. Hóa ra là hàng giả. Mặc hàng giả còn dám danh giáo như vậy. Vẫn là thiên kim đại tiểu thư mặc bộ lễ phục đó đẹp, vừa quý phái vừa kinh điển. Đồ của cô ấy sao giống đồ mà anh cả tặng vậy? Nhìn đến ngay người rồi chứ gì. Chị Nguyệt Thiên mặc trên người mới là đồ được đặt riêng, khoảng vài trăm vạn đó. Không phải đồ giả mạo như cô có thể so sánh được. Khoan hãy nói, bộ đồ trên người tôi có phải hàng giả hay không? Kỳ Nguyệt Thiên, bộ đồ cô mặc trên người là của cô thật sao? Sao cô ta biết bộ đồ này không phải của mình? Sư Thiển, cô đúng là không cần mặt mũi, ăn giả lên đến cả người chị Nguyệt Thiên. Đồ nghèo kiết xác như cô, sợ là ngay cả một mảnh vải trên lễ phục của chị Nguyệt Thiên cũng không mua nổi. Đúng vậy, tôi thấy cô chưa ăn được nho mà đã nói nho chua. Đáng nghèo rồi thì thôi, ghen tị với tôi. Lại còn nói bộ lễ phục này không phải của tôi, thật kinh tởm. Muốn chứng minh tôi không vu khống cô, rất đơn giản, vào trong web chính thức để kiểm tra ai là người mua là được rồi. Cô dám không? Đúng rồi, nghe nói đồ được thiết kế riêng có thể lên trên web tra được người mua và giá cả. Nếu cô ta đã muốn mất mặt như vậy, chúng ta chiều theo cô ta. Đúng vậy chị Nguyệt Thiên, bây giờ em sẽ tra để giả mặt cô ta. Cái gì? Có thể tra được người mua? Sao vậy chị Nguyệt Thiên? Sư Thiển, dựa vào cái gì mà cô nói là tôi phải tra? Nhìn tôi dễ nói chuyện thế sao? Đúng vậy, chị Nguyệt Thiên sao phải tra chứ? Không phải nói đồ trên người cô cũng là được thiết kế riêng sao? Muốn tra thì tra đồ trên người cô đi. Được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy tôi tra cho mấy người xem. Sao cô ta lại tự tin như vậy? Không lẽ đồ cô ta mặc thật sự là thiết kế riêng sao? Sao có thể, cô ta là đồ quê mùa, sao có thể được mặc đồ thiết kế riêng chứ? Lại còn đi xe đạp điện đến công ty. Kỳ Nguyệt Thiên, nói dối sẽ luôn bị vạch trần. Sư Thiển, cô đây là tự giả mặt mình sao? Trên đây rõ ràng ghi Thiên Thiên. Tôi thấy cô đây là tra đồ của chị Nguyệt Thiên, giả vờ thành đồ của mình. Đúng vậy, phiên âm là Thiên Thiên, đó không phải là tên chị Nguyệt Thiên sao? Sư Thiển, không lẽ cô tưởng phiên âm tên của cô và chị Nguyệt Thiên giống nhau thì có thể từ giả thành thật sao? Ai thật ai giả rõ ràng ngay trước mắt. Cái này là trang web tiếng Anh, chỉ cần đổi thành tiếng Trung thì có thể thấy tên tiếng Trung. Kỳ Nguyệt Thiên, cô chắc chắn Thiên Thiên là nói tên của cô thật chứ? Kỳ Nguyệt Thiên, cô nói xem tôi có nên chuyển sang tiếng Trung không? Tất nhiên là cần, bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, sao có thể dừng? Sư Thiển, không phải cô sợ rồi chứ? Nếu muốn dừng lại cũng muộn rồi. Chị Nguyệt Thiên, cứ để cô ta tra đi ạ. Tôi ngược lại muốn xem lúc chân tướng phơi bày cô còn giảo biện thế nào. Kỳ Nguyệt Thiên, cô nói xem.
tôi. Chị Nguyệt Thiên, còn đợi gì nữa, nhanh bảo cô ta đổi đi. Đúng vậy chị Nguyệt Thiên, nếu bây giờ dừng chứng tỏ chị chột dạ rồi. Lâu như vậy không nói gì, không lẽ chị Thiên Kim này là giả sao? Đổi, đổi sang tiếng Trung. Tôi đứng không vững. Sư Thiển, cô không sao chứ? Kỳ Nguyệt Thiên, cô đợi đó cho tôi. Người mua đồ, Sư Thiển. Cô vậy mà có tiền mua lễ phục đắt như vậy? Đây là lễ phục bản giới hạn được thiết kế riêng của nhà C đó. Người có tiền chưa chắc đã mua được. Tôi đến tuổi này rồi, vậy mà có thể nhìn được chiếc váy có giá trị hàng nghìn vạn. Đời này coi như thỏa mãn rồi. Chiếc váy hàng nghìn vạn, sao cô có thể mua được? Rốt cuộc cô ấy có thân phận gì? Chỉ bữa tiệc tối tùy ý, mặc bộ lễ phục hàng nghìn vạn. Tôi nghe nói tối nay Thiên Kim tỷ phú cũng tham gia. Không lẽ chị Thiên Kim này là giả? Cô ấy mới là Thiên Kim thật. Không được, mình vẫn nên khiêm tốn chút. Nếu không sẽ bại lộ thân phận mất. Giải thưởng vàng của mình sợ là sẽ gặp trục trặc. Cô ta là đồ quê mùa đi xe đạp điện, sao có thể mặc được sản phẩm của nhà C chứ? Cô chắc chắn là bám vào ông già nào đó phải không? Sư Thiển, làm người đừng giả tạo quá. Quá ra là như vậy. Sư Thiển, cô thật khiến người ta buồn nôn. Tiền nào cũng lấy, tôi lấy tiền ở đâu? Không cần cô bận lòng. Bây giờ nên tính chuyện cô làm hỏng váy của tôi. Sư Thiển, đồ tiện nhân này. Cô có biết bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền không? Làm hỏng rồi, bán cô đi cũng không đền nổi. Tôi không đền nổi. Cô có biết bộ đồ tôi mặc đắt gấp 5 lần của cô không? Sư Thiển, đừng tưởng là bám vào người giàu có cô liền có thể trở nên sang hơn sao? Dù sao thì cũng chỉ là ngủ một đêm. Tôi thật không biết sao cô dám khoe khoang thế. Cô còn không mau xin lỗi chị Nguyệt Thiên. Nếu không chị Nguyệt Thiên sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn. Đúng vậy Sư Thiển. Bây giờ cô mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi chị Nguyệt Thiên. Nói không chừng chị Nguyệt Thiên nể tình cô là đồng nghiệp, sẽ tha thứ cho cô. Tôi xin lỗi, sợ tôi tra ra người mua cố ý làm hỏng váy của tôi. Muốn xin lỗi thì cũng là cô ấy xin lỗi trước. Không phải là chỉ muốn tiền sao? Đây có đủ không? Đền cho cô là được chứ gì. Chất liệu của bộ đồ này nếu đụng phải rượu thì sẽ bị hỏng, không thể mặc được nữa. Giá gốc 2.000 vạn, cô đền cho tôi 1.000 vạn là được. Sư Thiển, tôi thấy cô nghèo đến điên rồi. Lễ phục của chị Nguyệt Thiên mới mấy trăm vạn, cô lại dám đòi 2.000 vạn. Tôi thấy cô thấy chị Nguyệt Thiên có tiền nên mới đòi nhiều như vậy. Sư Thiển, tôi thật không ngờ cô vì tiền mà không từ thủ đoạn nào. Biết tôi là Thiên Kim tỷ phú nên mới muốn lừa tôi. Tôi lừa cô. Đồ số lượng có hạn của nhà C còn là hàng thiết kế riêng, toàn quốc chỉ có một chiếc. Tôi lấy cô 1.000 vạn là giảm giá cho cô rồi. Đồ số lượng có hạn của nhà C còn là thiết kế riêng. Nếu như ở nhà C chỉ có khách VIP chia hơn 100 triệu, căn bản không mua được 1.000 vạn, đúng là giảm giá rồi. Đúng vậy. Nếu tôi bỏ ra 1.000 vạn có thể mua được lễ phục bản giới hạn thì tôi vui chết mất. Nghe thấy chưa? Tôi không lừa cô. Đường đường là Thiên Kim tỷ phú, nó muốn bồi thường cho tôi. Không lẽ 1.000 vạn cô cũng không có, muốn quỵt nợ sao? Cô nói đùa gì vậy? Chị Nguyệt Thiên là Thiên Kim tỷ phú, tiền tiêu vặt mỗi tháng chắc chắn lên đến hàng triệu, sao có thể không có 1.000 vạn chứ? Đúng vậy. Chị Nguyệt Thiên, chị đem thẻ của mình dứt vào mặt loại người này đi, coi như đuổi đứa ăn xin này đi. Kỳ Nguyệt Thiên, đang nhiều người nhìn lắm, cô sẽ không đổi ý chứ? Sao có thể? Tôi chỉ là... Mình tìm đâu ra 1.000 vạn chứ? Không có tiền. Không sao. Có phải lúc nãy cô vừa nói dập đầu xin lỗi sao? Được. Cô dập đầu 10 cái, một cái 100 vạn, chịu bồi thường coi như xong. Cô dám bảo chị Nguyệt Thiên dập đầu xin lỗi, tôi thấy cô chán sống rồi. Tôi đang giúp cô ta đó, dập đầu mấy cái là mấy trăm vạn. Nghĩ sao thì cũng là tôi bị lỗ, tôi sẽ không để cô bị lỗ đâu. Trong thẻ này có 3.000 vạn, tiền thừa còn lại coi như là đuổi đồ xấu xí như cô đi. Nhớ giờ tốt lắm, cô nên đền cho tôi rồi. Lúc dập đầu nhớ đập mạnh chút, đó không chừng nếu tôi vui còn thưởng cho cô chút. 3.000 vạn, đồ quê mùa, cả đời chưa thấy nhiều tiền như vậy chứ gì. Cầm tiền rồi cô không mau dập đầu. Xin lỗi chị Nguyệt Thiên. Đúng vậy, cô dập đầu với chị Nguyệt Thiên vài cái làm chị Nguyệt Thiên vui, có khi nó còn tốt hơn cô làm gì cả đời đó. Cô cười cái gì? Theo tôi biết, tấm thẻ này số dư cao nhất là 100 vạn. Kỳ Nguyệt Thiên, trong thẻ này có 3.000 vạn thật không?
Đồ quê mùa nhà cô thì hiểu cái gì? Dựa vào tài sản nhà chị Nguyệt Thiên, số dư trong thẻ nhiều, còn hơn cả sự hiểu biết của đồ quê mùa nhà cô. Đây không phải là bình thường sao? Đúng vậy, chị Nguyệt Thiên là thiên kim tỷ phú, đừng nói là 3.000 vạn, 3 tỷ chị ấy cũng lấy ra được. Đó là thiên kim tỷ phú đó, sao có thể vì 3.000 vạn mà nói dối? Sư Thiển, tôi đường đường là thiên kim tỷ phú, sao có thể để ý chút tiền đó chứ? Trái lại là cô, nếu không có tiền để đền cái váy này, thì cô cứ đợi, dập đầu xin lỗi tôi đi. Được, nếu mấy người chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, tôi thành toàn cho cô. Như vậy đi, chúng ta cược đi. Tôi lấy tiền đền cho cô cược với tôi. Trong thẻ không có đến 3.000 vạn. Dám không? Chị Nguyệt Thiên, đồng ý đi. Váy của chị trị giá hàng trăm vạn. Làm sao một đứa nhà quê đi xe đạp điện, đi làm có thể đền nổi? Đúng đó chị Nguyệt Thiên, tôi thấy cô ta chỉ đang giả vờ. Được, cược thì cược. Nhưng nếu cô không đem tiền ra đền cái váy cho tôi, cô đứng trước mặt mọi người dập đầu 10 cái xin lỗi tôi. Tránh ra. Được, nếu như trong thẻ không có 3.000 vạn, cô chuẩn bị dập đầu đi. Anh ba, chuẩn bị chút tiền mặt đem đến cho em. Đúng, tiền mặt. Sư Thiển, cô giả vờ cũng giống thật đó. Cô có biết mấy trăm vạn tiền mặt là bao nhiêu không? Sao bộ dạng này của cô ngay cả 100.000 còn không lấy ra được? Sư Thiển, nói dối phải có mức độ. Cô nghĩ cô là ai? Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là có người đưa mấy trăm vạn đến. Thật được cười. Sư Thiển, tôi thấy cô không nên tự lừa dối mình nữa. Bây giờ mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi chị Nguyệt Thiên, không đến nỗi quá mất mặt. Tôi lừa hay không sẽ biết ngay thôi. Sư Thiển, cô nghĩ rằng cầm bừa ra hai cái vali thì có thể lừa dối được sao? Mở ra để họ kiểm tra. Sao nào, có cần máy đếm tiền không? Đưa các người xem là thật hay giả. Cho dù là thật thì sao? Chỉ là hai cái vali. Chiếc váy này của tôi giá trị hàng trăm vạn, không phải hai cái vali nhỏ của cô có thể so được. Đúng, mấy trăm vạn tiền mặt, chỉ có chút như vậy, cô còn muốn lừa chúng tôi? Nói một câu đã lấy được nhiều tiền mặt như vậy, thân phận của cô ấy là gì? Không lẽ cô ấy mà là thiên kim tỷ phú? Quá chấn động rồi. Một người tiện tay cầm ra thẻ có 3.000 vạn, một người lấy đến trực tiếp mấy trăm vạn tiền mặt, tôi cũng không phân biệt được. Chị Nguyệt Thiên là thật cả. Đồ ngu, tôi không tự mình thấy sao? Quay về. Đi đi. Chị Nguyệt Thiên, bây giờ đến lượt cô rồi. Bây giờ đến lượt cô rồi. Sư Thiển, cô lại muốn làm gì? Kỳ Nguyệt Thiên, hình như cô quên mất, lúc nãy tôi đã bồi thường cho cô rồi. Bây giờ đến thẻ ở trong tay cô. Kỳ Nguyệt Thiên, cô sợ cái gì? Không lẽ trong thẻ thật sự không có 3.000 vạn? Sư Thiển, cô bất đắc ý đi. Chị Nguyệt Thiên là thiên kim đại tiểu thư, cô có thể không có 3.000 vạn cỏn con đó sao? Chị Nguyệt Thiên, nếu cô ta muốn kiểm tra thì cho cô ta kiểm tra, đến lúc mất mặt cũng là cô ta. Đúng vậy chị Nguyệt Thiên, để cô ta thấy mấy trăm vạn đó căn bản chẳng là cái gì cả. Không được, nếu kiểm tra sẽ bị lộ mất. Sao cô ta còn chưa kiểm tra? Không lẽ là cố ý kéo dài thời gian chứ? Đừng đừng là thiên kim tỷ phú, ngay cả 3.000 vạn cũng không có. Tôi thấy cô ta là thiên kim giả, sao lại không dám kiểm tra? Chị Nguyệt Thiên, chị còn đợi cái gì? Họ đều nghi ngờ thân phận của chị rồi. Chị Nguyệt Thiên, để em giúp chị. Đồ ngu, ai bảo cô cướp thẻ của tôi? Số dư tài khoản 300.000. Số dư tài khoản 300.000. Sao cơ? Số dư tài khoản 300.000. Không phải 3.000 vạn sao? Kỳ Nguyệt Thiên, số tiền còn lại đi đâu hết rồi? Không, chắc chắn là máy post có vấn đề. Tiểu thư, xin cô đừng nói bừa. Thiết bị của chúng tôi đều là mới nhất, mỗi ngày đều sẽ được kiểm tra, không thể sai sót được. Hơn nữa, lúc nãy chúng tôi vẫn phục vụ khách khác. Máy post này rất tốt. Không đúng, thẻ của tôi sẽ không có vấn đề. Sư Thiển, là cô. Cô đã thông đồng với người phục vụ. Vì tiểu thư này, chúng ta đều tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể ở đây làm việc. Xin đừng xúc phạm tôi. Nếu cô không tin, tôi sẽ đi gọi giám đốc đến. Không cần. Có lẽ do hai ngày trước lúc dọn nhà không cẩn thận lấy nhầm thẻ của bảo mẫu. Đợi chút, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Kỳ Nguyệt Thiên, nếu không có tiền đền thì làm như cô nói, dập đầu bồi thường. Như vậy 10 cái cô trả hết 1.000 vạn, tôi không truy cứu nữa. Sư Thiển, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Tôi ức hiếp người quá đáng? Rõ ràng là cô bắt ép tôi trước. Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Sao? Như vậy cô đã không chịu được rồi. Đúng vậy, rõ ràng là cô ta gây chuyện trước, còn bảo người ta dập đầu xin lỗi.
kết quả bản thân không có tiền, còn không muốn bồi thường, cầm nhầm thẻ bảo mẫu, lý do như vậy cũng dám nói ra. Tôi thấy cô ta là thiên kim giả. Chị Nguyệt Thiên, chị không phải thiên kim tỷ phú sao? Chị nhất định không chỉ có tấm thẻ đó, chị đổi tấm khác cho cô ta là được mà. Chị Nguyệt Thiên, không lẽ chỉ 3.000 vạn chị cũng không có chứ? Tôi hôm nay ra ngoài dội chỉ mang một tấm thẻ. Kỳ Nguyệt Thiên, không có tiền thì dập đầu đi. Không lẽ cô muốn bịp sao? Tôi... Mấy người làm gì đó? Mấy người làm gì đó? Giám đốc, chị Nguyệt Thiên chỉ là không cẩn thận lấy nhầm thẻ bảo mẫu, liền bị cô ta bắt quỳ xuống xin lỗi. Chị Nguyệt Thiên là thiên kim tỷ phú, quản lý khách sạn, sao có thể không có nổi 3.000 vạn chứ? Đều là cô ta ức hiếp người khác. Thiên kim tỷ phú, một tổng đặc biệt căn dặn, hôm nay có quý nhân đến, phải làm việc thận trọng. Không lẽ là vị này? Cô là thiên kim tỷ phú, tiểu thư Nguyệt Thiên. Một tổng chúng tôi dặn dò, bảo tôi chăm sóc cô cho tốt. Ban nãy không nhận ra cô, thật sự xin lỗi. Một tổng dặn dò, không lẽ thiên kim tỷ phú hôm nay cũng tham gia tiệc? Bỏ đi, dù sao cũng không ai biết thiên kim tỷ phú là ai. Ai dám nghi ngờ mình, giám đốc phải không? Tôi chỉ là không cẩn thận làm hỏng váy của cô ta thôi. Cô ta liền mạnh mồm muốn tôi đền 1.000 vạn, hơn nữa còn cố ý đổ rượu lên người tôi, bắt tôi dập đầu xin lỗi. Người như vậy không nên xuất hiện ở những bữa tiệc như này. Kỳ Nguyệt Thiên, cô còn dám đổi trắng thay đen? Rõ ràng là cô cố ý làm hỏng váy của tôi, bồi thường cũng là do cô đòi trước. Sau đó lấy ra cái thẻ chỉ có 300.000, nói dối có 3.000 vạn. Giám đốc, chuyện này ông có thể hỏi người xung quanh. Mục tổng rất coi trọng quý nhân, mình nhất định không thể đắc tội, không thì không bảo vệ được chén cơm nữa. Vì tiểu thư này, tiểu thư Nguyệt Thiên nói là không cẩn thận làm hỏng váy của cô, cô lại còn đòi 1.000 vạn, cô như vậy là ăn dạ. Thân là giám đốc ở đây, tôi mời cô cút ra ngoài. Cút ra ngoài? Anh là giám đốc, không nghe chân tướng sự việc, đây là thái độ làm việc của anh sao? Cười chết tôi rồi. Một đứa nghèo đi xe đạp điện lại dám nghi ngờ giám đốc của Thiển Ngữ, to tiếng hơn cả chị Nguyệt Thiên. Ai không biết còn tưởng cô mới là thiên kim tỷ phú đó. Sư Thiển, cô thái độ gì với giám đốc đó, thật là to gan. Giám đốc, loại người như cô ta, ngài không nên để cô ta náo loạn hội trường, mà nên đuổi khỏi tiệc của chúng ta. Cô nói đúng, bảo vệ mau đưa cô ta ra ngoài. Ai cho ông quyền dám động thủ với khách hàng vậy? Ai tôi nói là khách thì người đó mới là khách. Còn cô cút đi cho tôi. Bảo vệ, động thủ đi. Thiển Ngữ cho anh quyền làm như vậy khi nào? Thiển Ngữ cho anh quyền làm như vậy khi nào? Anh lại là ai? Tôi nói cho anh biết, cô ta làm loạn hội trường nên bị giám đốc Thiển Ngữ đuổi đi. Tôi khuyên anh nên cách xa chút, nếu không cả anh cũng cùng đi đi. Ngay cả tôi cũng bị đuổi đi. Im mồm. Chủ tịch, im mồm, trả lời là được. Thái độ làm việc của nhân viên cũng là công việc của bộ phận an ninh. Lời của ông ta ban nãy có thể sa thải trực tiếp rồi. Đây là hiểu lầm. Đây, cô ấy nói cô ấy là thiên kim, vì tiểu thư này là ăn dạ, để duy trì trật tự hội trường nên mới đuổi cô ấy đi. Thiên kim Mục Gia là cô. Chuyện của tôi và cô ta tôi tự giải quyết. Anh là đội trưởng đội an ninh, đừng xen vào. Thiển Thiển đang quan tâm mình. Kỳ Nguyệt Thiên, nếu cô không muốn xin lỗi, cô không muốn dập đầu, tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Cảnh sát đến, mình sẽ xong đời luôn. Đợi chút, tôi dập đầu. Chị Nguyệt Thiên, Sư Thiển, tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu. Tôi cũng sẽ không quên ngày hôm nay. Bắt đầu dập 10 cái đi, tôi đếm giúp cô. Sao còn chưa dập đầu? Dám làm không dám chịu, lãng phí thời gian. Dập đầu đi, dập đầu đi. Sao còn chưa dập? Dập đầu đi, dập đầu đi. Nếu cô không muốn dập, tôi không ngại giúp cô. Mười. Sư Thiển, đồ tiện nhân, sao cô dám đối xử với tôi như vậy? Chín. Sư Thiển, đồ tiện nhân. Tám. Sư Thiển, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đợi chút, bịt miệng cô ta lại. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Bỏ cô ta ra đi. Sư Thiển, tôi liều mạng với cô. Còn dám bước tiếp một bước, tôi bảo đảm cô sẽ hối hận.
anh còn không đi sao? Đi thôi. Chị Nguyệt Thiên, chị không sao chứ? Chị Nguyệt Thiên đừng tức giận nữa. Rốt cuộc chuyện là sao vậy chị Nguyệt Thiên? Không phải chị nói chị là Thiên Kim tiểu thư sao? Sao ngay cả 3.000 vạn cũng không có? Không phải tôi đã nói rồi sao? Là do tôi lấy nhầm thẻ của bảo mẫu. Hai người không thấy giám đốc ở trước mặt tôi tôn trọng tôi như vậy sao? Nhưng giám đốc đối với anh đẹp trai đến sao càng tôn trọng hơn, thậm chí còn đánh em. Đúng vậy chị Nguyệt Thiên, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Vì sao? Là vì người đàn ông đó chính là người Sư Thiện bám vào, thuộc hạ của người đàn ông đó. Cô ta quyến rũ đàn ông rất giỏi, cô ta leo lên giường của người đàn ông đó. Mấy người cảm thấy cô ta sẽ có chút gì đó tốt không? Quá ra là như vậy. Tôi nói mà, mấy trăm vạn đó chắc chắn là người đàn ông đó cho cô ta. Tất nhiên còn có anh hai, anh ba. Theo tôi thấy đều là người đàn ông cô ta câu dẫn, làm đồng nghiệp với loại người không đứng đắn này. Thật mất mặt. Lần sau phải cách xa cô ta chút, để khỏi bị bệnh gì đó. Sư Thiển, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Ok, đặt xe xong rồi. Quả nhiên mình không thích nơi này. Thiển Thiển, hình như mình nghe thấy giọng của anh cả. Lái xe kiểu gì vậy? Phải chạy nhanh như vậy sao? Không sao chứ. Xin lỗi. Không đúng, ý của tôi là... Cảm ơn anh. Quá ra là anh ấy, nhưng giọng của anh ấy sao giống giọng đại ca vậy? Sư Thiển ơi là Sư Thiển, mày đã có mấy người anh đẹp trai rồi, sao có thể không có tiền đồ như vậy? Say đắm trong sắc đẹp trai. Không sao, tôi nói là cảm ơn anh. Nhưng áo anh ướt rồi, để tôi đền cho anh cái khác. Coi như là cảm ơn anh đã cứu tôi. Muốn bồi thường cũng phải có thành ý. Hay là cô đi với tôi chọn một bộ đồ mới, coi như là đền bù cho tôi. Có phải hai người gọi xe không? Mau chóng lên xe đi, không có thời gian giải thích nữa. Đã nói không được vào, đừng để tôi bắt được. Mau lên, tôi liều mạng vì mấy người đó. Đến đây. Anh có thể gọi cho tôi, đồ tôi sẽ đền cho anh. Còn có, bảo bảo vệ đừng đuổi nữa. Tạm biệt. Không thể vào. Đã đến lúc tính sổ rồi. Chủ tịch, tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa. Chủ tịch, tha cho tôi đi. Sao ông dám đắc tội với Thiển Thiển? Còn muốn động thủ với Thiển Thiển? Tìm chết hả? Chủ tịch, các vị thiếu gia, xin nương tay. Tôi không dám nữa. Ở nhà còn có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ, xin đừng giết tôi. Được rồi, xã hội trị an, tôi sẽ không giết anh. Cảm ơn chủ tịch. Nếu gửi anh đến châu Phi đào mỏ thì sao? Anh cả, anh đúng là ác thật. Anh cả, anh hai nói đúng. Ai làm vậy? Mọi người mau đến xem. Tiểu Tam biến thành người xấu xí rồi. Là tôi làm đấy, sao nào? Người như cô đi phá hoại gia đình người khác, không đem cô nhốt vào lồng heo là may cho cô rồi. Cô làm gì đó? Làm gì sao? Tất nhiên là giúp cô rửa sạch mùi. Cô đừng không biết tốt xấu. Đúng vậy. Sư Thiển, mọi người có lòng tốt giúp cô, vừa hay mùi sơn có thể che đi được cái mùi Tiểu Tam buồn nôn trên người cô. Kỳ Nguyệt Thiên, cơm có thể ăn bừa nhưng không thể nói bậy. Tôi khuyên cô đừng có nói lung tung. Tôi nói lung tung? Sư Thiển, cô có mặt mũi làm Tiểu Tam mà không dám nhận sao? Cô mới sáng sớm đã làm cái gì vậy? Đều không biết quy định của văn phòng phải không? Lại là cô làm loạn. Là bọn họ đổ sơn lên người tôi, sau đó còn hất nước vào tôi. Chúng tôi quản lý, chúng tôi lại đang giúp cô ta loại bỏ đi mùi hôi. Sau với việc hôm qua cô ta bắt tôi quỳ xuống, đã hạ thủ lưu tình rồi. Được rồi, mới sáng sớm đã cãi nhau. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Tôi... Cô gì mà cô? Cô xem cô biến thành cái gì rồi? Còn không mau đi thay đồ rồi đi họp? Hay là còn muốn tôi mời cô? Tiểu thư Nguyệt Thiên, cuộc họp tí nữa, hay là để tôi mời cô đến tham gia? Được thôi quản lý. Kỳ Nguyệt Thiên, tôi khuyên cô tốt nhất đừng chọc tôi nữa.
Chị Nguyệt Thiên, cô ta dám đe dọa chị, đừng bỏ qua cho cô ta. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cuộc họp hôm nay, mọi người lấy PPT ra, nói về nội dung công việc của bản thân gần đây, rồi chọn ra người ưu tú nhất, báo danh tham gia cuộc thi báo chí. Sư Thiển, bắt đầu từ cô đi. Máy tính của tôi hỏng rồi, không mở được. Sư Thiển, cô mới sáng đã tiếng to tiếng nhỏ, giờ máy tính lại hư, tôi thấy cô rõ ràng là chưa làm. Chủ quản bớt giận đi. Sư Thiển, dù sao cũng chỉ là thực tập sinh mới. Kỳ Nguyệt Thiên, không cần cô nói mấy lời thừa thãi. Tôi thấy máy tính của tôi hỏng cũng là do cô làm. Sư Thiển, cô đừng ngậm máu phun người. Sư Thiển, tiểu thư Nguyệt Thiên có lòng nói giúp cô, cô còn muốn vu khống cô ấy. Đúng vậy. Tôi thấy cuộc họp này cô không cần tham gia nữa. Tiểu thư Nguyệt Thiên, hay là cô mang PPT của mình lên đi. Tôi chưa làm xong. Không phải ngày mai mới bắt đầu báo danh sao? Mai lại chọn tiếp. Được, vậy mai chúng ta chọn tiếp. Mai nếu còn có người làm hỏng máy tính hay lý do khác thì không cần báo danh tham gia cuộc thi nữa. Tan họp. Tìm 3 tiệm rồi, vậy mà không thể sửa được. Có rồi, đăng lên dòng bạn bè xem có vị chuyên gia nào không. Cứu mạng, cần tìm một vị chuyên gia sửa máy tính. Báo cáo tài chính quý này là Mục Tổng, có cần để anh về rồi tiếp tục không? Không cần, mấy người tiếp tục đi. Đúng rồi, tìm cho tôi một người sửa máy tính. 2 phút nữa ở dưới công ty đợi tôi. Dân. Là anh, sao anh ở đây? Tiện đường ghé qua. Máy tính cô hỏng rồi. Đúng vậy. Đúng lúc tôi có một chuyên gia, cần giúp cô sửa không? Cô Tần, có thể sửa không? Không vấn đề gì, cho tôi 2 giờ. Quá tốt rồi, tôi đi đủ loại tiệm, ai cũng nói không sửa được. Thật sự cảm ơn anh. Còn có chuyện lần trước, thật không biết làm sao để cảm ơn anh. Vậy đi, đợi tôi nhận được lương, tôi chuẩn bị quà cho anh. Vậy tôi phải chờ đợi thôi. Hôm nay gọi mấy người đến là muốn nói về việc chuyển đổi. Chuyển đổi? Quá tốt rồi. Thì chúng tôi là thực tập sinh, cũng tham gia báo danh cuộc thi báo chí, nhưng chỉ có thể tham gia với tên tòa soạn. Chỉ có sau khi chuyển đổi mới có thể dùng tên bản thân tham gia. Nhưng số lượng chuyển đổi có hạn. Nhưng mà trong tay tôi có một hạng mục, chỉ cần mấy người giúp tôi phỏng vấn một người, tôi lập tức chuyển đổi cho mấy người. Là ai vậy? Ai mà quan trọng vậy? Tam Kim Ảnh Đế Mục Ngôn. Mục Ngôn, thần tượng của tôi. Ảnh đế trẻ nhất lịch sử, nhận tất cả giải thưởng trong cùng một thời gian, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Nhưng không phải Mục Ngôn rất ít khi nhận phỏng vấn sao? Tòa soạn của chúng ta mới thành lập không lâu, sao anh ấy tiếp nhận chứ? Mục Ngôn này đúng là rất ít khi nhận phỏng vấn. Nhưng theo tôi biết, gần đây cậu ấy đóng phim của đạo diễn Triệu. Vậy thì bắt đầu từ đó đi. Chỉ cần mấy người có thể thông qua đạo diễn Triệu để cậu ấy quảng bá phim, cậu ấy sẽ không có lý do từ chối. Đến lúc đó, ai dám nói công ty chúng ta nhỏ, ai dám cười công ty chúng ta chứ? Đạo diễn Triệu, nghe nói muốn hợp tác với ông ta sẽ bị ông ta kéo lên giường, thậm chí bị mua vui. Sau khi qua tay ông ta, thần kinh cũng xuất hiện vấn đề, tôi không đi đâu. Trong tay tôi còn hạng mục, không có thời gian nhận. Mỗi lần bảo mấy người làm việc gì, ai cũng đùn đẩy cho nhau. Lần này là hạng mục đầu tiên của chúng ta tại Thiển Ngữ. Nếu như không hoàn thành, ai cũng đừng hòng làm nữa. Quản lý, công ty chúng ta còn có một người. Người cô nói là Sư Thiển. Cô ta có thể sao? Quản lý, chúng nghĩ Sư Thiển là dựa vào một lão đàn ông. Bây giờ chúng ta bảo cô ấy phụ trách đạo diễn Triệu, không phải rất hợp với cô ấy sao? Đúng vậy, chỉ cần bên đạo diễn Triệu ok rồi, phỏng vấn không phải rất dễ dàng sao? Được, vậy cứ vậy đi. Hạng mục này giao cho cô phụ trách. Đây là hạng mục đầu tiên của chúng ta ở Thiển Ngữ. Nếu cô làm không tốt thì cuốn gói đi đi. Mục Ngôn. Cô bất ngờ vậy làm gì? Tôi nhớ là Mục Ngôn chỉ chấp nhận phỏng vấn mấy nhà truyền thông cố định. Trước đây chúng ta đâu có hợp tác, sao có thể phỏng vấn chứ? Nếu từng hợp tác tôi còn tìm cô làm gì? Đây là sắp xếp của công ty, không đến lượt cô từ chối. Cái này là người liên hệ của Mục Ngôn, đạo diễn Triệu. Chỉ cần cô làm tốt chuyện này,
tôi sẽ chuyển đổi cho cô. Sau khi chuyển đổi, cô có thể dùng tên mình báo danh ở cuộc thi báo chí. Đây cũng coi như là thử thách cho cô. Làm tốt vào. Được thôi. Không phải chứ, phỏng vấn anh hai. Nếu mình trực tiếp tìm anh ấy, thân phận của mình sẽ bị lộ. Đạo diễn Triệu, phỏng vấn đạo diễn Triệu có thể vòng qua anh hai rồi. Đúng vậy, làm như vậy đi. Sư Thiển, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Chủ tịch, tiếp theo là kế hoạch truyền thông của công ty. Tôi đã bàn bạc với cậu Mục Ngôn rồi. Tôi... Sao lại dừng? Chủ tịch, hình như tôi thấy tiểu thư Thiển Thiển đi lên phía trên rồi. Nơi gặp đạo diễn Triệu chắc là ở đây. Tiểu thư Sư Thiển. Đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu. Mời bên này. Cảm ơn. Mời ngồi. Tiểu thư Sư Thiển không chỉ đẹp, hơn nữa cơ thể còn rất thơm. Đạo diễn, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên bàn vấn đề phỏng vấn lần này đi. Được. Bàn về việc phỏng vấn, cô nói trước đi. Cho ông xem trước ý tưởng của phỏng vấn. Lần này lấy phim của ông và Mục Ngôn làm chính, đúng lúc quảng bá cho phim của hai người. Chuyện phỏng vấn không vội. Đạo diễn Triệu, ông làm gì đó? Đừng căng thẳng. Phỏng vấn để tí nói. Ngồi đi, chúng ta uống chút rượu rồi nói chuyện. Đạo diễn Triệu, tôi không biết uống rượu. Chúng ta hãy bàn công việc trước đi. Uống rượu cũng như uống nước. Không biết uống thì tôi đút cô. Đừng đừng. Đạo diễn Triệu, tôi uống nước thay rượu. Kính ông một ly. Ý hay đấy. Tôi uống trước. Tiểu mỹ nhân, cô nghĩ cô thông minh sao? Nói cho cô biết, nước tôi cũng hạ thuốc rồi. Con mèo hoang này thật hoang dã, nhưng mà tôi thích. Đừng có phí sức nữa. Tôi nói cho cô biết, người phụ nữ tôi nhìn trúng chưa từng ai thoát được khỏi bàn tay tôi. Người đâu? Cứu mạng. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần hầu hạ tôi, đừng nói là Một Ngôn, dù bất cứ ai trong giới giải trí, tùy cô phỏng vấn. Đến đây tôi hôn một cái. Tôi cảnh cáo ông, đừng qua đây. Ba tôi là Sư Hạo Đông, Một Ngôn là anh tôi. Nếu ông dám động vào tôi, họ sẽ không tha cho ông đâu. Cô nghĩ cô dọa được tôi sao? Nếu cô là thiên kim tỷ phú, em gái của Một Ngôn, còn đến cầu xin tôi để phỏng vấn Một Ngôn, logic chút đi được không? Tôi nói cho cô biết, dù hôm nay ông trời có đến cũng không cứu được cô. Cô chỉ cần phục vụ tôi cho tốt. Cứu mạng. Bỏ tôi ra. Thiển Thiển, không sao chứ? Ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chán sống rồi sao? Mục Tổng, sao anh lại đến đây? Mục Tổng. Ổng rồi, Thiển Thiển nghi ngờ mình rồi. Tôi họ Mộc, trong Mộc cây. Là mình nghĩ nhiều rồi. Nếu là anh cả, sớm đã nhận ra thân phận của mình rồi. Mục Tổng, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm thôi. Là cô ta chủ động đến tìm tôi. Là cô ta câu dẫn tôi. Ông còn dám đổ lỗi cho tôi? Là cô đến tìm tôi, muốn trèo lên giường tôi, sau đó muốn tôi giúp cô ta phỏng vấn Một Ngôn. Là cô ta. Mục Tổng, anh đừng để cô ta lừa. Trèo lên giường của ông, họ Triệu ông. Nếu ông không biết nói tiếng người, thì để tôi cho ông im miệng luôn. Tôi sai rồi. Cô ấy không câu dẫn tôi là do tôi sai. Mục Tổng, Mục Tổng, đều là lỗi của tôi. Tôi sai rồi. Đừng đánh tôi nữa. Tiểu thư Thiển Thiển, tôi lỡ đắc tội với cô. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Cô tha thứ cho tôi đi. Tôi xin lỗi cô. Cô không phải muốn phỏng vấn Một Ngôn sao? Tôi lập tức sắp xếp cho cô. Cô đừng chấp tiểu nhân, hãy bỏ qua cho tôi đi. Tha cho ông. Một câu giận sai là mọi lỗi ông gây ra sẽ được tha thứ sao? Ông lợi dụng quyền hạn để quấy rối tình dục. Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo. Cô tha cho tôi đi. Nếu ông đã thích chơi đùa như vậy, vậy tôi tìm mấy anh em chơi cùng ông. Đưa ông vào tù lần nữa để bình tĩnh. Một Tổng, tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi.
Thiển Thiển. Mình đây là yêu đương rồi, mơ cũng mơ đến soái ca. Không biết môi của trai đẹp có ngọt không? Hình như cũng không ngọt, nhưng mềm quá. Thiển Thiển, cô không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng tôi đang nằm mơ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Sư Thiển, mày đang nghĩ gì vậy? Người ta là trai đẹp, cần mày chịu trách nhiệm sao? Mình đâu cần nói. Chuyện anh cứu tôi, lần sau tôi sẽ cảm ơn anh. Thiển Thiển, anh sẽ đợi em báo đáp anh. Bệnh dứt đồ lung tung của em ấy xem ra vẫn chưa sửa được. Sư Thiển ơi là Sư Thiển, người ta giúp mày nhiều lần như vậy, mày vậy mà lấy quán báo ơn. Cứu bạn, sau này gặp người ta kiểu gì đây? Đây không phải là Sư Thiển đi cả đêm không về của chúng ta sao? Đây không phải là Sư Thiển đi cả đêm không về của chúng ta sao? Bây giờ tôi không muốn cãi nhau với cô, đừng có chọc tôi. Tôi nói cái mùi gì mà thối vậy? Sư Thiển, không lẽ cô chưa tắm mà đã đến công ty chứ? Tôi thấy cô ta là không có thời gian đó. Hôm qua đi gặp đạo diễn Triệu, hôm nay ngay cả quần áo cũng không thay. Chắc là cùng với đạo diễn Triệu giật lộn cả một đêm. Bởi vì phỏng vấn mà ngủ cùng người khác, đây có khác gì gái điếm đâu. Thật khiến người ta buồn nôn. Chúng ta cách xa cô ta chút, tránh bị cô ta lây bệnh qua. Sao mọi người nói vậy? Sư Thiển cũng là vì công việc mới hy sinh bản thân. Sao chúng ta có thể so với cô ấy chứ? Cô lại nói nhăn nói cuội gì vậy? Tôi nói nhăn nói cuội. Sư Thiển, cô đừng vu khống tôi. Chỉ là sáng nay tôi thấy cô đi từ khách sạn ra. Hôm qua cô đi gặp đạo diễn Triệu, hôm nay quần áo không thay, lại còn đi từ khách sạn ra. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi với đạo diễn Triệu không có gì cả. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám nói xấu tôi sẽ không tha cho cô đâu. Sư Thiển, không lẽ cô leo lên giường thất bại nên mới tức giận chứ? Cũng đúng thôi, đạo diễn Triệu cũng không phải món gì cũng nhìn trúng. Lần sau cô nên trang điểm đẹp chút. Nói không chừng đạo diễn Triệu nhất thời qua mắt mà nhìn trúng cô. Người đọc ít sách, lời nói ra đúng thật khó nghe. Tôi khuyên cô nên đi khám lại não, đừng có ăn nói vô học như vậy. Cô dám nói tôi như vậy? Cô, đồ tiện nhân này dám đánh tôi. Cô gì mà cô? Hổ không gầm, cô tưởng là Hello Kitty sao? Đồ tiện nhân này, tôi giết cô. Làm gì đó? Làm gì đó? Cãi nhau ở văn phòng, không có quy tắc gì cả. Quản lý, Sư Thiển đánh tôi muốn sa thải cô ta ngay. Tiểu thư Nguyệt Thiên, cô ta còn phụ trách phỏng vấn Một Ngôn. Nếu sa thải cô ta, thì đợi phỏng vấn xong đã. Phỏng vấn? Chứ quản lý, anh xem cô ta, hai tay trống không, chắc chắn không lấy được quyền phỏng vấn. Sư Thiển, tôi bảo cô đi bàn bạc với đạo diễn Triệu, cô bàn bạc sao rồi? Đạo diễn Triệu bây giờ không hợp tác với ông ta được nữa. Sư Thiển, cô có biết tòa soạn chúng ta rất coi trọng lần phỏng vấn Một Ngôn này. Cô không lấy được quyền phỏng vấn Một Ngôn thì chuẩn bị cút đi. Tôi đã sớm nói với cô rồi, không lấy được quyền phỏng vấn thì mau cút đi. Sư Thiển, cô nghe thấy chưa? Mau cút đi. Hay cô cảm thấy tôi sẽ cầu xin cho cô đó chứ? Đạo diễn Triệu vào tù rồi, làm sao mà hợp tác được chứ? Cô nói lung tung gì vậy? Tôi không ngờ cô bởi vì muốn ở lại mà cô còn có thể nói dối như vậy. Là thật đó, hôm qua đạo diễn Triệu bị bắt rồi, quấy rối tình dục ở nơi làm việc, bây giờ đã bị nhốt vào tù rồi. Cái gì? Bên trên có ảnh, không phải do tôi làm. Đồ quê mùa nhà cô đúng là may mắn. Làm sao cô có thể có năng lực đó? Không cần biết đạo diễn Triệu ở đâu, cô không lấy được quyền phỏng vấn thì mau từ chức đi. Đúng vậy Sư Thiển, cô mau chóng dọn đồ cút đi. Tôi nói không hợp tác được với đạo diễn Triệu, đâu nói là không lấy được quyền phỏng vấn Một Ngôn đâu. Cô lấy được quyền phỏng vấn Một Ngôn rồi sao? Sao có thể? Một Ngôn trước giờ không nhận loại phỏng vấn như này. Cô lại đang nói dối. Sư Thiển, cô nói dối cũng phải có mức độ thôi. Sư Thiển, công việc này không phải là gia đình, tôi sẽ không vì cô nói dối mà giữ cô lại. Anh còn chưa kiểm tra mà bảo tôi nói dối. Kiểm gì mà kiểm? Tôi không tin cô không có đạo diễn Triệu lót đường mà có thể phỏng vấn Một Ngôn. Được, giống dĩ định tí nữa mới nói với anh hai. Lúc này tìm anh ấy thì làm phiền anh ấy quay phim. Cô không giả vờ được nữa sao? Lộ bộ mặt thật rồi. Sao, cô định gọi điện cho Một Ngôn sao? Sư Thiển, cô có thân phận gì chứ mà quen cả Một Ngôn? Sao tôi không thể gọi cho anh ấy?
Bỏ đi, chắc anh hai sẽ hiểu thôi. Alo, trợ lý của Mục Ngôn. Mục Ngôn tiếp nhận phỏng vấn của tòa soạn mấy người. Mục Ngôn đồng ý phỏng vấn. Được được, tôi lập tức sắp xếp ngay. Quản lý, Mục Ngôn thật sự đồng ý phỏng vấn sao? Không chỉ đồng ý phỏng vấn mà còn không mất đồng tiền nào. Công ty chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Mục Ngôn đồng ý phỏng vấn miễn phí. Không lẽ là thật? Không lẽ là chủ ý của anh hai? Nhưng mình đã tìm anh ấy đâu? Sao anh ấy lại biết? Sao có thể chứ? Cô ta còn chưa gọi điện đi. Sao có thể là công lao của cô ta? Nhưng là chị Nguyệt Thiên quan sát tỉ mỉ, suýt nữa là bị cô ta lừa rồi. Đúng rồi, vừa nãy trợ lý Mục Ngôn nói phải là tiểu thư Thiên Thiên đi phỏng vấn. Tiểu thư Nguyệt Thiên, tiểu thư Thiên Thiên, không lẽ là cô? Sao Mục Ngôn biết mình? Chắc chắn là biết tên của Thiên Kim tỷ phú. Cái gì mà tam kim ảnh đế, cậu không phải vẫn bám vào váy của mình sao? Không phải tôi thì không lẽ là đồ nhà quê đó? Quá ra là công lao của chị Nguyệt Thiên. Chị Nguyệt Thiên, Mục Ngôn gì chị mà phỏng vấn miễn phí? Chị với anh ấy có quan hệ rất tốt đúng không? Mai chị nhất định phải đưa em theo. Em sớm đã muốn gặp anh ấy. Chị Nguyệt Thiên, em cũng đi. Được rồi, mấy người đều có thể đi, trừ đồ nhà quê đó. Khó trách dám dõng dạc nói là lấy được quyền phỏng vấn Mục Ngôn. Chắc chắn là biết chị Nguyệt Thiên có quan hệ tốt với Mục Ngôn, muốn mượn tên của chị Nguyệt Thiên lừa đảo. Thật không biết, đúng là đồ vô liêm sỉ. Sao có thể sống đến bây giờ chứ? Loại người như cô, người mà ngay cả thay ma cũng không ăn được não, sống đến bây giờ thật hiếm có. Cô, người mà ngay cả thay ma cũng không ăn được não, sao lại không ăn được? Cô ta đang mắng cô. Cô, đồ tiện nhân, cô dám mắng tôi? Anh hai, anh hai. Bận, tôi thấy cô lại đang bận lén lút yêu đương đó. Hôm nay tôi phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô. Thiển Thiển, mai anh đến đón em. Mấy giờ em đến? Giọng này là anh đế Mục Ngôn. Là tôi, Thiển Thiển đâu? Anh hai, em đang bận, chút nữa gọi lại cho anh sao? Alo, Thiển Thiển. Dám cúp máy trước. Anh cả, Thiển Thiển cúp máy của em. Hôm nay em ấy dám cúp máy em chứ, mai sẽ cúp máy anh đó. Anh không quản em ấy sao? Đừng gây chia rẽ nữa. Anh nói rồi, em ấy rất bận. Em không nghe thì tại ai? Được rồi, mau ký vào đây đi. Anh sẽ đưa em ấy đến. Anh cả, em ký hợp đồng rồi anh mang qua cho Thiển Thiển. Đây không phải chúng ta cạnh tranh công bằng sao? Anh không hề đồng ý với các em về cạnh tranh công bằng. Muốn cạnh tranh, người thắng chỉ có anh. Ai cho cô cướp điện thoại của tôi? Đúng là giọng của Mục Ngôn, thật ấm áp. Hình ảnh lạnh lùng trên tivi không hề giống như vậy. Không thể nào, đồ nhà quê như cô ta sao có thể quen Mục Ngôn? Tôi biết rồi, máy biến đổi giọng. Đúng, Sư Thiển này dùng máy biến giọng giả làm Mục Ngôn diễn cho chúng ta xem. Đúng vậy, Mục Ngôn là một người lạnh lùng, sao có thể thân mật gọi cô ta là Thiển Thiển? Đúng vậy, Mục Ngôn là thần tượng của tôi. Tôi chưa từng thấy anh ấy thân mật với ai như vậy. Quản lý, người có bản tính nói dối như cô ta không thể giữ lại ở tòa soạn chúng ta. Anh nghĩ xem, nếu để người khác biết tòa soạn chúng ta có một thực tập sinh mới dám dùng máy đổi giọng giả làm Mục Ngôn lừa chúng ta, mọi người cùng ngành sẽ cười mình chết. Đúng vậy quản lý, càng nghiêm trọng là Mục Ngôn còn có thể truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Đúng vậy quản lý, loại người giống như cô ta chỉ đem lại phiền phức cho tòa soạn, không nên giữ cô ta lại ở tòa soạn. Theo tôi thấy nên lập tức đuổi cô ta đi, còn phải bóc phốt cô ta để cô ta ở trong giới này không thể hành nghề tiếp được nữa. Kỳ Nguyệt Thiên, cô tưởng cô giả danh làm Thiên Kim tỷ phú thì ai cũng giống cô chỉ biết lừa người sao? Nói gì vậy hả? Mất dạy, Nguyệt Thiên tiểu thư vạch trần cô còn dám kéo cô ấy xuống nước theo. Hôm nay không cho cô biết lễ độ thì cô không biết được tính nghiêm trọng của sự việc mà. Đi. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Tôi phải vạch trần cô, miễn cho sau này cô lại dùng chiêu trò này đi lừa người khác. Tôi phải cảnh cáo mọi người, đừng bị loại người như cô lừa gạt. Đi. Buông tôi ra. Tiểu thư Thiển Thiển ở đây không? Tiền Tiến, trưởng phòng bộ phận truyền thông Thiển Ngữ. Ông là ai? Tôi là người phụ trách truyền thông bên Thiển Ngữ. Tiền Tiến, một tổng bảo tôi đến đưa hợp đồng cho tiểu thư Thiển Thiển. Hợp đồng gì? Tất nhiên là hợp đồng phỏng vấn ảnh đế Mục Ngôn.
trợ lý của Mục Tổng mới đồng ý sẽ tiếp nhận bên tôi phỏng vấn. Giờ hợp đồng đã đến tay luôn rồi. Hiệu suất của Mục Tổng rất nhanh. Bớt phí lời, tiểu thư Thiển Thiển đâu? Văn kiện này là chuyện anh cứu tôi, lần sau tôi sẽ cảm tạ anh sao? Không phải là cái mình để quên trên bàn chứ? Lãnh đạo Mục Tổng đó cũng là người của Thiển Ngữ. Đưa tôi. Đợi đã. Tiền Tổng, cô ta không phải người ông muốn tìm. Cô có ý gì? Tiền Tổng, ngài còn chưa biết đúng chứ? Cô ta chỉ là một đứa nhà quê đi xe đạp điện thôi, ngày ngày chỉ biết phét lạc. Mục Tổng sao có thể đưa hợp đồng cho cô ta được? Đúng đó, chị Nguyệt Thiên của chúng tôi mới là thiên kim tỷ phú. Lần trước Mục Tổng vì chị ấy nên đã mời cả tòa soạn chúng tôi đến tham gia buổi tiệc. Mục Tổng cũng vì chị Nguyệt Thiên nên mới đồng ý phỏng vấn. Hợp đồng này nhất định là cho chị Nguyệt Thiên. Mấy người nhìn cho kỹ đi, văn kiện đó vốn là của tôi. Trên đó còn có vết bút nữa. Đúng là có vết bút. Cô câm mồm đi. Vết bút này ở bên ngoài tệp tài liệu này, cô nhìn thấy trước liền coi đó là của mình à? Chắc cô không định nói cô quen biết Mục Tổng đâu nhỉ? Đúng là nói dối, không biết ngượng. Sư Thiển, phải tự biết rõ vị trí của mình. Kỳ Nguyệt Thiên, sao cô có thể thản nhiên mà nói ra mấy lời đó chứ? Nghe nói Mục Tổng đã mua lại tòa soạn mới lập này, cũng vì tiểu thư Thiển Thiển. Một đứa đi xe đạp điện sao có thể quen Mục Tổng được? Thiên kim tỷ phú Kỳ Nguyệt Thiên, tên cũng na ná, chắc chắn là cô ấy rồi. Câm miệng. Hôm nay tôi đến là để đưa hợp đồng cho tiểu thư Nguyệt Thiên. Đến lượt cô nói sao? Vừa rồi ông nói đưa cho tiểu thư Thiển Thiển, sao giờ lại biến thành tiểu thư Nguyệt Thiên rồi? Ông nhận nhầm người rồi. Để tôi xem khi về ông ăn nói với Mục Tổng thế nào. Mục Tổng của chúng tôi có quan hệ rất tốt với tiểu thư Nguyệt Thiên, gọi Thiên Thiên cũng rất bình thường. Ngược lại là cô dám hỗn hào với tiểu thư Nguyệt Thiên như thế, tôi thấy bài phỏng vấn này cô đừng tham gia nữa. Tôi không tham gia. Được, để tôi xem không có tôi, Mục Ngôn chấp nhận phỏng vấn kiểu gì? Biết làm bộ làm tịch phết, tên hề cũng không đến mức như cô. Tiền Tổng, làm ngài vất vả đến đây một chuyến, ngài yên tâm, lần sau ở trước mặt Mục Tổng tôi nhất định sẽ nói tốt cho ngài. Vậy phải cảm ơn Nguyệt Thiên tiểu thư trước. Trong hợp đồng này có đánh dấu một số điểm cần chú ý, cô xem có vấn đề gì không. Trước khi phỏng vấn cần liên hệ trước với Mục Ngôn. Gọi cho Mục Ngôn sao? Nhưng mà ở đây không có số điện thoại của Mục Ngôn mà. Không phải cô vừa nói quan hệ giữa cô và Mục Tổng rất tốt sao? Vậy nên tôi mới đồng ý bên cô. Sao giờ lại bảo không có số của Mục Tổng? Tôi... tất nhiên tôi có, chỉ là hiếu kỳ chút mà thôi. Không có vấn đề gì thì tốt, tôi sẽ trở về bàn giao lại với Mục Tổng. Mình đi đâu tìm số điện thoại của Mục Ngôn đây? Một buổi phỏng vấn thôi mà, làm tùy tiện chút cũng được. Nguyệt Thiên à, nếu lần phỏng vấn này thành công, cô không chỉ được chuyển chính thức mà còn có thể tiến vào vòng bán kết nữa. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Giải thưởng vàng báo chí là giải thưởng sáng giá nhất trong giới báo chí chúng ta. Một người có thể thông qua vòng loại đã là lợi hại lắm rồi. Trước nay chưa từng có người mới nào có thể vào vòng bán kết hết. Nhưng Nguyệt Thiên không hổ là thiên kim tỷ phú, không chỉ có tiền mà năng lực còn xuất chúng như vậy. Đúng, suýt chút nữa thì quên mất, vì giải thưởng vàng mình nhất định phải tham gia buổi phỏng vấn này. Tổ trưởng, lần này tôi cũng muốn tham gia phỏng vấn. Cô có tư cách gì chứ? Tiền Tổng cũng đã bảo không cho cô tham gia rồi, sao cô còn mặt dày thế? Đúng đó, chuyện cô dùng máy biến giọng lừa chúng tôi còn chưa tính sổ đâu. Tổ trưởng, loại người như cô ta giữ lại tòa soạn chúng ta chỉ mang lại phiền phức thôi, phải đuổi gì cô ta luôn mới đúng. Tổ trưởng, nếu đã chọn người đi tham gia cuộc thi thì phải chọn người giỏi nhất. Vậy đi, tôi sẽ làm một bản kế hoạch phỏng vấn. Mục Ngôn chọn ai thì người đó sẽ được phỏng vấn. Cho dù Mục Ngôn chọn ai thì đối với tòa soạn cũng chỉ có tốt. Địa vị của mình ở ngành này chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Chỉ là Nguyệt Thiên dù gì cũng là thiên kim tỷ phú, mình không muốn đắc tội. Nguyệt Thiên, chuyện này cô thấy thế nào? Kỳ Nguyệt Thiên, không lẽ cô không dám đấu với tôi à? Chị Nguyệt Thiên, nếu đứa nhà quê này đã muốn mất mặt như thế, chị cứ đồng ý đi ạ. Tôi thấy cô ta là sợ chị Nguyệt Thiên không dẫn cô ta đi gặp Mục Ngôn nên mới cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta. Tôi cảm thấy không thể dễ dàng đồng ý với cô ta được. Như này đi, nếu như kế hoạch của cô không được Mục Ngôn chọn thì cô phải công khai quỳ xuống cúi đầu xin lỗi, về sau gặp chị Nguyệt Thiên cũng đi đường vòng. Chị Nguyệt Thiên, tôi cảm thấy ý kiến này không tồi đâu. Được. Sư Thiển, chỉ cần cô đồng ý vụ cá cược này
tôi sẽ đấu với cô. Nhưng tôi khuyên cô, tốt nhất giờ nên nhận thua luôn đi. Như vậy ít nhất cũng đỡ mất mặt. Được, tôi đồng ý với cô. Chẳng qua tôi cảm thấy có lẽ cô không có cơ hội thấy tôi nhận thua đâu. Được, cứ đợi mà xem. Thức cả một đêm, cuối cùng cũng viết xong kế hoạch phỏng vấn rồi. Cứ tưởng đến trễ, không ngờ còn sớm hơn dự định. Nhưng mà chỉ cần lấy được giải thưởng vàng là coi như đạt được nguyện vọng rồi. Triệu Nhã, diễn viên, cô là ai? Không biết ở đây người ngoài không được phép vào sao? Tôi là phóng viên đến phỏng vấn Mục Ngôn. Mục Ngôn vẫn đang quay phim. Anh ấy bảo tôi vào đây đợi. Giờ Phan Tư Sinh đúng là gan to bằng trời. Qua Chi, em gái quốc dân, ngay cả tổ phim cũng dám vào. Một đám ruồi nhặn. Ít ra nói dối cũng phải có lý chút chứ. Mục Ngôn sao có thể trong lúc quay phim tiếp nhận phỏng vấn được? Đúng đó, tôi đã ở đây quay phim được một tháng rồi, còn không thấy Mục Ngôn được mấy lần. Giờ cô còn dám to gan nói dối? Mục Ngôn bảo cô đợi ở đây. Đừng nói là đợi, cho dù cô có đợi một tháng cũng không gặp được Mục Ngôn đâu. Hai vị, tôi thật sự không phải Phan Tư Sinh. Phỏng vấn Mục Ngôn cũng được hẹn từ trước. Như này đi, cho hai người xem. Đây là thẻ ra vào đoàn phim mà Mục Ngôn đã đưa cho tôi. Ngay cả chữ ký Mục Ngôn mà cô cũng chưa từng thấy sao? Giả chữ ký thì cũng nên giống một chút. Vì Qua Chi, một mánh khóe toàn lỗ hỏng, chẳng qua chỉ là con hề mà thôi. Hai vị, tôi thật sự đến đây vì công việc, không may ở cùng một chỗ với hai vị mà thôi. Hai người có thể đừng làm quá lên như vậy không? Hơn nữa, rốt cuộc là ai hề hước? Chữ ký nghệ sĩ là chữ nghệ thuật, lẽ nào mấy người không biết văn kiện giấy tờ không thể sử dụng chữ ký nghệ thuật sao? Cô, thái độ của cô là sao hả? Biết hai chúng tôi là ai không? Hai người là ai vậy? Tôi là nữ phụ thứ tư của bộ phim này, Triệu Nhã. Chị Qua Chi càng lợi hại hơn nhiều. Không chỉ xuất thân từ ngôi sao trẻ, hơn nữa còn là Qua Đáng nổi tiếng, là nữ phụ ba trong bộ phim này, em gái của Mục Ngôn. Có rất nhiều cảnh quay chung với Mục Ngôn. Tôi còn là em gái thật sự của Mục Ngôn đây. Để tôi xem. Không quen. Cô đúng là quê mùa. Bây giờ thời đại phát triển rồi, ngay cả con hề quê mùa này cũng dám hỗn láo trước mặt tôi. Giờ cô lập tức cút khỏi đây. Tôi có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cút ra ngoài. Hôm nay tôi ở đây là hoàn toàn hợp quy định. Dựa vào gì tôi phải ra ngoài? Bây giờ cô không hợp quy định rồi đó. Hay cho em gái quốc dân cô, loại nhân phẩm giống như cô, căn bản không xứng ở trong đoàn phim này, càng không xứng làm bạn diễn của Mục Ngôn. Nhiều người thích tôi như vậy, một câu không xứng của cô thì có thể làm gì tôi? Tôi thấy ấy, cô đừng quá to mồm. Chị Qua Chi của chúng tôi là lưu lượng nổi tiếng, chuyện xứng hay không xứng đến lượt cô nói sao? Được, để tôi xem lời tôi nói có được tính hay không. Alo, bắt đầu từ bây giờ phong sát em gái quốc dân trên mọi lĩnh vực giải trí. Còn có, bao tìm người đưa cô ta ra khỏi đoàn phim đi. Làm bộ cũng giống thật đó. Tôi sợ quá đi mất. Người đâu, mau kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Bảo vệ, ở đây có người gây chuyện. Dám vũ nhục chị Hoa Chi, cứ đợi mà bị xử lý đi. Được, tôi chống mắt lên chờ. Ai dám gây chuyện trong đoàn phim? Chính là Phan Tư Sinh này. Cô ta đột nhập vào đây, mau lôi cô ta ra ngoài. Phan Tư Sinh cũng dám xông vào đây làm bậy. Mau cút, mau cút. Tôi không phải Phan Tư Sinh, tôi là phóng viên đến phỏng vấn Mục Ngôn. Phỏng vấn Mục Ngôn? Cô cũng biết bốc phét thật, không sợ bốc phét quá đà? Phí lời với cô ta làm gì? Đợi tôi tự mình ra tay à? Chị Qua Chi, giờ tôi sẽ lôi cô ta ra ngoài. Muốn tôi động thủ sao? Vậy cô đừng mong được nhẹ nhàng. Buông ra, buông tôi ra. Con nhà quê dám sỉ nhục tao, tao sẽ phế mày. Anh, ai cho cậu động vào cô ấy? Không sao chứ? Tôi không sao. Mục tổng, là cô ta bảo tôi làm vậy. Tôi chỉ là người làm công, sao có thể không nghe lời? Là cô. Là tôi thì làm sao? Tôi là thành viên của đoàn phim, tôi không thể để Phan Tư Sinh vào đây được. Phan Tư Sinh, xem ra cô không chỉ động thủ mà còn thích nói dối. Vậy cô cũng không cần ở lại đây nữa.
anh là ai hả? Dựa vào gì mà không cho tôi ở lại đây? Tôi biết rồi. Cô gọi người đến liên hợp lừa tôi. Tôi nói cho cô biết, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu. Hoa Chi, không phải người nào cũng giống cô đâu. Tôi khuyên cô tự mình xem xét lại đi, xem bản thân mình sai ở đâu. Tiểu thư Thiển Thiển, sao cô đến không báo trước với tôi chứ? Đạo diễn, nếu cô ở đây mà bị thương hay làm sao thì tôi làm sao gánh tội được? Đạo diễn, sao ngài lại đến đây? Con đàn bà xấu xa này dám động đến tiểu thư Thiển Thiển, tôi nói cô biết, giờ giới giải trí không chứa chấp nổi cô nữa, mau cút khỏi đoàn phim của tôi. Không được, không được đâu đạo diễn. Đạo diễn, có phải ngài nhầm lẫn gì rồi không? Là cô ta sỉ nhục chị Hoa Chi trước. Còn cô nữa, dám nói dối trước mặt tôi, cô cũng cút cho tôi. Không được, không được đạo diễn. Đạo diễn, xin ngài tha cho tôi. Đạo diễn, cầu xin ngài đó. Đạo diễn xin hãy tha cho tôi. Tôi không thể rời khỏi đoàn phim. Cầu xin tôi thì có tác dụng gì? Là tôi có mắt như mù. Cầu xin cô hãy tha cho tôi. Là nhân phẩm cô có vấn đề, mọi chuyện do cô tự chuốc lấy. Thiển Thiển của mình đã lớn rồi, tôi còn phải đi phỏng vấn nữa, chúng ta đi thôi. Mộc Tổng, sao hôm nay anh lại ở đây? Tôi có chút việc. Hôm nay cảm ơn anh nhiều, nhưng giờ tôi phải đi phỏng vấn rồi, tôi đi trước nhé. Đúng rồi, chuyện lần trước hãy xem như chưa có gì, anh nhớ chưa? Xem ra vẫn chưa trưởng thành mấy. Nếu em đã không muốn bại lộ thân phận, vậy hãy để anh bảo vệ em. Người xuất phát sớm nhất sao lại Thành đến muộn nhất thế này? Nhìn bộ dạng quê mùa của cô ta, chắc là bị bảo vệ nhầm Thành Phan Tư Sinh rồi chặn lại rồi. Chúng ta đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Sư Thiển, nếu cô thiếu tiền không sắm đổi bộ đồ, có thể nói với tôi mà. Tôi đây cho cô mượn, đừng ngày nào cũng rách nát như thế. Người khác không biết lại tưởng tòa soạn chúng ta ai ai cũng giống như cô. Đúng là không chịu nổi cô ta. Cô giả vờ cái gì? Lát nữa thôi với tay chị Nguyệt Thiên, cô đừng có ăn giả đấy. Vị nào là tiểu thư Thiển Thiển? Trợ lý Mục Ngôn. Ngài Mục Ngôn bảo tôi ra đón cô. Tôi. Hai người. Cô ta là kẻ giả mạo. Anh nhìn qua kế hoạch phỏng vấn này là sẽ biết ngay ai mới được phỏng vấn Mục Ngôn. Vì tiểu thư này mới là tiểu thư Thiển Thiển được ngài Mục Ngôn chọn. Sao cơ? Cô nghe mà không hiểu sao? Cô thua rồi. Tôi mới là người được phỏng vấn Mục Ngôn. Kế hoạch phỏng vấn của tôi là được dựa trên Mục Ngôn mà soạn lên. Tôi muốn biết vấn đề là ở đâu. Dựa trên ngài Mục Ngôn? Lẽ nào cô không biết Mục Ngôn ghét nhất bị thăm dò đời sống cá nhân sao? Kế hoạch phỏng vấn của tôi đều hướng về công việc, không hề có câu nào về đời sống cá nhân. Đưa tôi xem lại. Lúc đầu to mồm lắm cơ mà, còn tưởng cô lợi hại thế nào. Thì ra trình độ phỏng vấn cũng chỉ như mấy tay săn tin kém cỏi ngoài kia. Loại trình độ này mà cũng dám đánh cược với chị Nguyệt Thiên, đúng là khiến người khác nực cười. Sư Thiển, thua chính là thua, cô không mau cúi đầu xin lỗi tôi. Đây căn bản không phải kế hoạch phỏng vấn của tôi. Sư Thiển, loại chuyện tìm người khác giết hộ như này cô còn không biết xấu hổ mà nói ra. Chắc điều tiếp theo cô muốn nói là bản phỏng vấn của cô bị tráo đổi rồi chứ gì. Bản phỏng vấn của tôi chính là bị tráo đổi. Kỳ Nguyệt Thiên, kế hoạch phỏng vấn của tôi sao lại ở trong tay cô? Sư Thiển, cô vu oan cho người khác cũng có mức độ thôi chứ. Hôm qua chị Nguyệt Thiên đã thức cả đêm mới viết xong bản phỏng vấn này. Sao cô có thể vô liêm sỉ mà nói đây là do cô viết? Đêm qua như lúc tôi ngủ say nên đã chạy đến tráo đổi chứ gì. Tôi nói không sai chứ, Kỳ Nguyệt Thiên. Sư Thiển, cô đừng ngậm máu phun người. Được, nếu mấy người sống chết không thừa nhận, vậy tôi chỉ đành lấy ra chứng cứ thôi. Trong phòng làm việc có camera, chắc mấy người cũng biết nhỉ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chị Nguyệt Thiên là thiên kim duy nhất của tỷ phú, sao có thể làm ra loại chuyện tráo đổi hạ lưu như thế? Sư Thiển, cô nghĩ bản thân lấy lý do vô lý như thế liền có thể chối bỏ sự thua cuộc của mình sao? Sự thật như thế nào cùng xem là biết thôi. Chuyện gì thế này? Camera hình như bị hỏng rồi. May mà mình đã sớm chuẩn bị mọi thứ.
Sư Thiển, đây là chứng cứ của cô ấy hả? Sư Thiển, cô còn muốn cãi thế nào nữa? Sư Thiển, có chơi có chịu. Cô phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Bây giờ cô quỳ xuống. Cô... Ai dám gây náo loạn trong đoàn phim của tôi? Mục Ngôn, sao anh đến rồi? Nếu anh không đến, sao biết được có người dám gây náo loạn trong đoàn phim anh? Mục Ảnh Đế, anh hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không hề bắt nạt cô ta. Là cô ta tự mình đặt cược sẽ quỳ xuống nếu bản thân thua. Giờ cô ta thua rồi, còn muốn chối bỏ. Đúng, dám làm không dám nhận. Loại người này căn bản không xứng ở trong đoàn phim của Mục Ảnh Đế. Phải đuổi cô ta đi mới đúng. Đánh cược? Em ấy đánh cược mà thua được sao? Tôi không quan tâm mấy người đánh cược cái gì. Dám gây rối trong đoàn phim của tôi thì đến từ đâu liền trở về đó đi. Nếu không, đừng trách tôi phải mở miệng đuổi mấy người. Đi thôi, đợi em nửa ngày rồi. Đợi đã. Cái đó, Mục Ảnh Đế, có phải anh nhầm lẫn gì không? Người phỏng vấn anh là tôi mới đúng. Cô là ai vậy hả? Tôi... Mục Ảnh Đế, tôi với Sư Thiển đã đánh cược với nhau. Bản kế hoạch của ai được chọn trúng thì có thể đến phỏng vấn anh. Vừa rồi trợ lý của anh đã chọn bản kế hoạch phỏng vấn của tôi. Vì vậy người phỏng vấn anh là tôi mới đúng. Bản kế hoạch nào là của cô? Tin rằng sau khi xem bản kế hoạch của tôi, anh sẽ hiểu để tôi phỏng vấn anh mới là lựa chọn tốt nhất. Ngại quá, tôi không có nhu cầu xem. Giờ còn vấn đề gì không? Đứng lại. Sư Thiển, tôi không biết cô đã giở trò gì, nhưng hôm nay là cô thua rồi. Cô phải ngoan ngoãn nhận thua mới đúng. Kỳ Nguyệt Thiên, vì cuộc thi nên tôi không truy cứu. Chuyện cô tráo đổi bản kế hoạch của tôi, nhưng cô đừng tưởng rằng làm hỏng camera rồi thì mình sẽ thoát tội. Cô đừng nói lung tung. Làm gì cũng phải có chứng cứ. Cô cẩn thận, tôi kiện cô tội phỉ báng. Phỉ báng? Cái này tôi biết. Không biết việc cô tráo đổi tài liệu còn phá hỏng camera, hai tội này đã đủ để tống cô vào tù chưa? Tôi... Còn nữa, chuyện tôi bị cúp điện thoại cũng do cô đúng chứ? Không, không phải tôi. Nếu còn dám ở đây nói láo, tôi không ngại tống mấy người vào tù hết đâu. Chúng ta đi. Anh hai, thật sự tống bọn họ vào tù được sao? Anh nói đùa thôi, thế mà họ cũng tin. Anh... Đây không phải cách nhanh nhất sao? Anh thì hay rồi, bản phỏng vấn em giết cả một tối. Anh xem cũng không xem, còn ném đi như vậy. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Anh đứng lại cho em, đền bản phỏng vấn lại đây. Làm gì vậy, sao lại đứng lại? Đau chết em rồi. Mộc tổng, sao lúc nào cũng hậu đậu vậy? Đều tại anh ấy, tự nhiên anh ấy dừng lại. Em cũng vậy, không biết để ý xung quanh gì hết. Em biết rồi, được chưa? Sẽ không có lần sau. Đại Mộc tổng. Không đúng. Không có gì không đúng cả. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Ừ, em mời hai người ăn cơm, đi. Thiển Thiển à, sao em lại đến nơi như thế này làm việc vậy? Cho dù em muốn lấy giải thưởng vàng gì đó thì cũng nên đến công ty đại ca để làm gì chứ? Còn đám đồng nghiệp kia của em nữa. Em chỉ muốn dựa vào năng lực bản thân để tự lấy được giải thưởng mà thôi. Nếu đến công ty của đại ca, vậy không phải thành đi cửa sau rồi sao? Nhưng công ty kia của em cũng quá tồi tàn rồi. Cho dù có muốn lấy giải thưởng gì đó cũng không nên tới công ty nhỏ như thế. Còn đồng nghiệp của em nữa, cô ta lại dám tráo đổi bản kế hoạch của em. Anh nói em nghe, loại người này mà rơi vào tay anh bảo đảm cô ta sẽ không thấy ngày mai luôn. Anh hai đừng nói đùa nữa. Chuyện nhỏ này em tự giải quyết được mà. Hơn nữa anh yên tâm, em không để mình chịu thiệt đâu. Còn về việc tráo đổi, chỉ cần camera sửa xong liền có thể chứng minh bản kế hoạch là do em viết rồi. Nếu không em cũng không thể báo danh vào cuộc thi được. Đúng rồi, cái đó tìm anh ba em đi. Chuyện nhỏ như khôi phục camera này, đối với người vừa lấy được thành quả nghiên cứu như em ấy, dễ như trở bàn tay ấy mà. Đúng ha, em quên mất anh ba đấy. Giờ em sẽ đi tìm anh ấy.
Được rồi, đi đi. Ai cũng là anh trai em ấy, dựa vào gì mà đại ca được ưu ái như thế? Nhờ buổi phỏng vấn của anh hai mà mình thuận lợi chuyển chính thức. Sau khi camera được sửa xong, cũng đã vào được vòng bán kết. Tiếp theo phải nghĩ cách tiến vào chung kết. Nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Anh ba, nghe đại ca nói em đã vào được vòng bán kết của cuộc thi rồi. Đây là kết quả nghiên cứu của anh, vẫn chưa được công bố đâu. Có lẽ nó sẽ giúp em tiến vào được chung kết. Tốt quá, cảm ơn anh ba. Anh ba, anh muốn gì cứ việc chọn. Hôm nay em mời khách. Vậy anh không khách khí nữa, đi thôi. Đừng vui mừng quá sớm. Tôi đây có bất ngờ lớn cho cô. Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt. Cái này không tệ. Xin chào, có thể giúp tôi lấy cái này ra không? Cái này đẹp quá. Xin lỗi, đây là sản phẩm do ông chủ chúng tôi thiết kế, chỉ dùng để trưng bày không bán à. Thật đáng tiếc. Nhưng mà thẩm mỹ của ông chủ cô tốt thật. Ông chủ của chúng tôi là tỷ phú ngầm đó ạ. Nghe nói vừa đẹp trai vừa khiêm tốn, ngay cả nhân viên chúng tôi cũng chưa từng gặp qua người thật. Thiển Thiển, em thích à? Thích thì anh tặng em nhé. Đúng là chết cười. Người ta đã nói là không bán, còn muốn ở đây làm trò tặng quà. Có mất mặt không hả? Sư Thiển, cô đừng tưởng rằng bản thân phỏng vấn được một ngôn thì lợi hại lắm. Tôi nói cho cô biết, tôi không những vượt qua vòng loại, hơn nữa còn thuận lợi mà tiến vào vòng bán kết của cuộc thi. Anh Tôn cũng đã đồng ý với tôi rồi. Tôn tổng sẽ giúp tôi tiến vào đường chung kết. Cô đó đến lúc đó chỉ có thể trở thành kẻ thua cuộc dưới tay tôi thôi. Kỳ Nguyệt Thiên, để vào được vòng bán kết phải viết được tin có tầm ảnh hưởng nhất định. Cô xác định anh Tôn này của cô thật sự có thể giúp cô chứ? Tôi khuyên cô nên cẩn thận chút, đừng để bị lừa. Anh Tôn là doanh nhân lớn trong top 100 người giàu nhất thế giới đấy. Sao có thể lừa tôi được? Đúng không anh Tôn? Cực phẩm, cực phẩm. Anh Tôn. Đúng, đúng, đúng. Nhìn thấy gì chưa Sư Thiển? Tôi thấy cô ấy là đố kỵ với tôi. Cũng đúng thôi, dù sao ông già bên cạnh cô kia. Anh già sao? Sao có thể vừa đẹp trai vừa nhiều tiền với anh Tôn được? Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, sao cô có thể nói ra được những lời đó vậy? Hơn nữa anh cảm thấy doanh nhân trong top 100 gì đó lợi hại đến vậy sao? Anh thấy bình thường. Em cũng vậy. Làm bộ làm tịch. Cô biết gì không, tiền của anh Tôn là số tiền mà đồ nhà quê như cô muôn đời muôn kiếp cũng không kiếm được. Anh Tôn, em sẽ mua món đồ đáng giá nhất ở đây, để cho đồ nhà quê cô được mở rộng tầm mắt. Mua, tất nhiên mua. Chỉ cần bảo bối thích, chúng ta mua hết. Em nhìn kìa, đợi thấy được mình giàu có cỡ nào, tiểu cực phẩm kia lẽ nào còn không muốn tìm mình? Mang món đồ đắt nhất của tiệm mấy người ra đây cho tôi. Chiếc kim cài này là mẫu kinh điển nhất của tiệm chúng tôi. Nam nữ đều có thể đeo, trị giá 2.000 vạn. Chiếc kim cài này cũng đẹp hết, rất hợp với anh ba. 2.000 vạn cũng không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, sao lại bán đắt như thế? Chúng tôi không phải nhãn hiệu quen thuộc, là bởi vì khách hàng chúng tôi định vị là người trong giới thượng lưu. Nhãn hiệu của chúng tôi trong nước ít nhất cũng đứng hạng 3 đó ạ. Được rồi, lấy cái này đi, gói lại cho tôi. Anh Tôn. Được. Quẹt thẻ. Thật ngại quá thưa cô, mẫu này nhất định phải là hội viên của chúng tôi mới có thể mua. Hội viên? Vậy làm thẻ hội viên là được chứ gì? Loại chuyện này còn cần nói à? Thẻ hội viên ở cửa hàng chúng tôi phải có mức chi tiêu ở cửa hàng hơn 10 tỷ mới được làm mà. 10 tỷ? Sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi? Kỳ Nguyệt Thiên, cô còn mua không? Tôi mua, tất nhiên mua chứ. Anh Tôn, em nhìn trúng cái này rồi. Anh mua cho em đi.
Đợi ba em khôi phục lại thẻ cho em sẽ chuyển lại tiền cho anh. Nếu không phải cô ta là con gái tỷ phú, ông đây cũng chưa ăn được, thì ngay cả 2.000 vạn kia cũng đừng hòng moi được từ mình. Giờ đột nhiên lên đến 10 tỷ này, mình tìm loại con gái nào chả có. Tiểu bảo bối, 10 tỷ này mặc dù không nhiều, nhưng hôm nay anh không đem nhiều đến thế. Hay là lần sau anh mua lại cho em nhé. Anh Tôn, Ngoan nào. Kỳ Nguyệt Thiên, nếu cô không mua thì tôi đây mua nhé. Cô bớt ở đó mà làm bộ làm tịch. Món đồ mấy nghìn dạng này sao cô có thể mua nổi? Tôi mua được hay không không cần cô quan tâm. Nhưng sự thật là cô không mua được. Thẻ hội viên 10 tỷ sao cô có thể có chứ? Tôi thấy ấy, cô chỉ tùy tiện lấy ra một tấm thẻ để qua mắt bọn tôi thôi. Kiểm tra thẻ cô ta cho kỹ vào. Loại người như cô ta hay lừa người khác lắm. Tiểu thư Thiển Thiển, tôi lập tức gói đồ lại cho cô. Đợi đã, cô ta là đồ nhà quê, chỉ có mỗi chiếc xe đạp điện. Cô đã kiểm tra kỹ thẻ của cô ta chưa? Là giả đó. Thưa cô, thẻ hội viên của chúng tôi đều có mã số đặc biệt. Thẻ của tiểu thư Thiển Thiển toàn bộ đều là số 01. Chúng tôi sẽ không nhầm đâu. Kỳ Nguyệt Thiên, cô để ý chút đi. Làm hỏng món đồ này cô không đền nổi đâu. Cô muốn làm gì? Tôi còn suýt chút quên anh đó. Được lắm sư Thiển, giờ cô còn dám lăn lộn một chỗ với trai trẻ. Cô cắm sừng ông già kia rồi sao? Để tôi xem. Hôm nay ông già kia không có ở đây, cô còn giả vờ thế nào? Tôi hôm nay ấy phải quay lại bộ mặt vô liêm sỉ của mấy người, để xem sau này còn ai muốn cô nữa. Cô quay được tôi rồi. Tôi quay anh thì làm sao? Anh làm trai bao mà còn sợ mất mặt à? Hôm nay ấy tôi phải quay lại đôi cẩu nam nữ các người. Đưa điện thoại đây, xóa video đi. Kỳ Nguyệt Thiên, đưa điện thoại đây. Làm sao, sợ rồi à? Sợ rồi thì cậu xin tôi đi. Tôi đây không sợ uy hiếp đâu. Tôi nói lại lần nữa, xóa video đi, nếu không cô sẽ phải hối hận. Nhanh đưa điện thoại cho tôi. Hù dọa tôi đấy à? Cô nghĩ Kỳ Nguyệt Thiên tôi sẽ bị dọa sợ à? Nếu cô muốn tôi xóa video thì cũng được thôi, thông minh lên chút. Ví dụ như giờ cô ra giữa trung tâm này quỳ xuống xin lỗi tôi. Kỳ Nguyệt Thiên, tôi không đùa đâu. Cô quay chúng tôi sẽ gặp phiền phức đấy. Tôi đây sợ quá cơ. Tôi rất hiếu kỳ, chỉ quay một đoạn video thôi thì sẽ có phiền phức gì chứ? Tôi không những quay hai người, hơn nữa tôi còn muốn đăng lên mạng để mọi người biết bộ mặt thật của mấy người. Thiển Thiển, kệ đi, rồi cô ta sẽ phải trả giá. Cứ kệ cô ta, anh đã thông báo đến bộ phận truyền thông rồi. Sư Thiển, không ngờ đó nha, trai bao mà cô nuôi là giống cô như vậy. Đều là một loại người, đều rất biết giả vờ đấy. Tôi nói cô nghe, vừa nãy ấy tôi không những đăng video của hai người lên, mà còn đăng cả video thay đồ của cô lên. Cô nói xem, đám đàn ông trên mạng nếu nhìn thấy video của cô sẽ làm chuyện gì với video ấy hả? Cô quay trộm tôi. Chuyện này sao có thể trách tôi? Trách là trách ý thức phòng thân của cô kém quá. Tôi thực sự rất háo hức để xem cô thân bại danh liệt, rồi cảnh cô phải quỳ xuống để cầu xin tôi. Nào, để xem mọi người bình luận thế nào về video của cô đây. Sao video tôi vừa đăng lại không thấy nữa? Video vừa quay cũng không thấy nữa. Cái này chuyện gì đây? Đừng phí công sức nữa, mấy video đó đã bị xóa triệt để rồi. Là các người dở trò. Kỳ Nguyệt Thiên, tôi đã sớm cảnh cáo cô rồi. Cô cứ nhất quyết không nghe. Tôi nói cho cô biết, phiền phức của cô còn ở phía sau đấy. Cô Kỳ Nguyệt Thiên đúng không? An ninh mạng. Mời cô đi theo chúng tôi. Anh là ai? Vì điều gì tôi phải đi theo? Chúng tôi là cục quản lý mạng. Video cô vừa đăng có sự xuất hiện của đối tượng, cần bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa cô còn đăng video lên trang web cộng đồng. Chúng tôi nghi ngờ cô có mục đích xấu. Xin hãy phối hợp theo tôi về điều tra. Cái gì? Đối tượng bảo vệ nghiêm ngặt? Mấy người có nhầm lẫn gì không? Video này vừa mới quay thôi mà. Đúng đó, vừa nãy tôi chỉ quay một đôi cẩu nam nữ mà thôi, không có đối tượng bảo vệ gì hết. Mấy người có nhầm lẫn gì không? Giáo sư Mục, ngài có yêu cầu gì không ạ? À? Xin chào, xin anh hãy kiểm tra thật kỹ điện thoại cô ta. Dân. Giáo sư Mục Hành là giáo sư nghiên cứu khoa học của quốc gia, là đối tượng chúng tôi cần bảo vệ. Giáo sư nghiên cứu quốc gia? Sao có thể chứ? Một đứa nhà quê như cô sao có thể quen biết người lợi hại như vậy? Tôi biết rồi, mấy người diễn kịch đúng không? Tôi còn lâu mới đi theo các người. Anh Tôn, anh giúp em đi. Em không muốn đi theo họ đâu. Im mồm đi, cô tự muốn chết còn muốn kéo theo cả tôi.
tôi phải giết chết cô. Đủ rồi, nếu các người cùng một bọn thì đi hết theo tôi. Đi. Anh ba, anh nói đúng. Người cố chấp chỉ có nước chết. Nếu như mà hôm nay cô ta không nói ra chuyện quay trộm thì em biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Tường lửa mạng anh phát minh ra chỉ cần xuất hiện mặt của em liền không thể đăng thành công được. Dù hôm nay cô ta có đạt được ý đồ thì kết cục vẫn sẽ bị như vừa rồi thôi. Được rồi, anh đừng giận nữa mà. Lần sau em nhất định sẽ chú ý. Nào anh nhìn xem. Anh xem, ánh mắt của em quả nhiên không tồi. Cái này rất thích hợp với anh. Đúng là hết cách với em mà. Được rồi, làm phiền lấy thêm 3 cái. Gói lại giúp tôi. Cảm ơn, cái này đáng tiếc thật. Xin chào, lấy mẫu này cho em ấy. Ông chủ, anh là ông chủ. Anh ba, không phải anh là nhà nghiên cứu sao? Sao còn có hứng thú với mấy thiết kế này? Thiển Thiển, em quên rồi à. Cái này là làm theo bản vẽ khi nhỏ của em. Em nói muốn tặng cho chồng tương lai của mình, sau đó liền đưa cho anh. Anh dựa theo bản thiết kế đó để thiết kế lại. Vậy sao? Đánh nhau cùng với 3 người kia cũng không giành được bản vẽ. May mà mình thông minh, tìm thẳng đến Thiển Thiển để lấy. Không có ấn tượng mấy. Nhưng mà anh ba, anh vậy mà còn có cả cửa hàng trang sức. Thảo nào mã số của em luôn là số 1 ở đây. Mau nói, có phải anh còn có chuyện gì giấu em không? Không có, không có. Anh nào dám giấu em? Thật sự? Về sau đừng để tôi thấy cô nữa. Cút đi. Anh Tôn. Anh Tôn. Chào người đẹp. Châu Khởi, giang hồ. Cùng nhau đi hóng gió không? Được thôi. Nếu đem cái này tặng cho Mộc Tổng thì có kỳ quá không ta? Chồng tương lai mình phải làm sao bây giờ? Nghĩ lại thì không được không được. Nhưng mà Mộc Tổng giúp đỡ mình nhiều như vậy. Hơn nữa chuyện chồng tương lai cũng là chuyện lúc bé thôi. Mình còn không nhớ nổi. Anh ấy nhất định cũng không biết. Vậy cứ làm thành quà cảm ơn đi. Đúng vậy, cứ thế đi. Không đúng. Hình như cả số điện thoại của anh ấy mình cũng không biết. Vậy sao hai đứa lại gặp nhau nhiều lần thế nhỉ? Anh ấy tên gì mình cũng không biết luôn. Trời ơi, Sư Thiển ơi là Sư Thiển. Ngay cả chút thông tin của người ta cũng không có. Sao có thể rung động với người ta chứ? Alo, Mộc Tổng. Thiển Thiển. Anh Tư à? Không phải anh đang thi đấu ở nước ngoài sao? Con bé vô lương tâm này, bình thường không gọi cho anh thì thôi đi. Sao nào, giờ anh chủ động gọi cho em, sao em có vẻ không vui thế? Nói đi, có phải yêu đương rồi không? Không có, anh Tư, anh đừng nói linh tinh. Vậy thì tốt. Thiển Thiển, em phải nhớ, nhà chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước rồi. Bạn trai của em nhất định phải là một trong 4 bọn anh. Được rồi anh Tư, không nói cái đó nữa. Anh tìm em có chuyện gì không? Chung kết ngày kia sẽ được tổ chức trong nước. Lúc đó em nhớ đến cổ vũ anh đi. Anh Tư, anh đã lấy được nhiều giải thưởng lắm rồi. Hơn nữa còn nhiều fan như vậy. Thiếu em chắc cũng không sao đâu nhỉ. Biết ngay em sẽ lười đi mà. Nhưng năm nay bọn anh là đại diện quốc gia đi thi, có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa chủ đề cuộc thi viết báo của em vẫn chưa quyết định đúng chứ? Viết về bọn anh chắc chắn là lựa chọn không tồi. Được, anh nói đúng, em nhất định sẽ đến. Hôm đó anh không tiện ra mặt, anh sẽ cho người ra đón em. Vâng, không sao hết. Anh Khởi, chuyện em bảo anh làm đến đâu rồi? Không vội, chúng ta tiếp tục. Không làm việc cho em, còn muốn ăn đậu hũ của em sao? Không phải chỉ giải quyết một đứa con gái thôi sao? Yên tâm, không có ai là anh đây không giải quyết được. Sư Thiển, để xem lần này cô làm thế nào. Anh Tư nói sẽ cho người đến đón mình. Sao giờ vẫn chưa thấy ai? Người cô đợi đã sớm bị tôi dụ đi rồi. Người đẹp trai như mình đây, có loại phụ nữ nào không xử lý được? Con đàn bà Kỳ Nguyệt Thiên đó đúng là làm chuyện dư thừa. Tiểu thư Thiển Thiển đúng không? Mời theo tôi. Anh là người của đoàn đội anh Tư sao? Không phải anh ấy ghét nhất người mặt lồng lộn hơn anh ấy à? Tiểu thư Thiển Thiển thật hài hước. Tôi là nhân viên của cuộc thi này, không phải người của đoàn đội anh Tư cô. Anh Tư cô nhất thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy mới bảo tôi qua đây đón cô. Xảy ra chuyện, nhanh dẫn tôi đi.
Anh thật sự biết anh tôi ở đâu sao? Sao tôi biết được? Tòa nhà này lại nhiều phòng như vậy. Tôi cũng mới đến làm việc nên không quen thuộc nơi này lắm. Chính là ở đây. Cô vào đây đợi một lát. Anh chắc chắn anh tôi sắp xếp phòng này cho tôi chứ? Không được, tôi phải gọi điện hỏi lại anh ấy. Đừng, cô như vậy tôi sẽ bị phạt mất. Như này đi, cô đợi tôi 5 phút thôi, tôi đi tìm người hỏi lại. Được rồi, 5 phút thôi đó. Dừng, 5 phút là đủ rồi, đủ rồi. Không được, cảm giác không đúng lắm. Mình vẫn nên gọi điện hỏi lại anh Tư. Nếu như không có vấn đề gì thì mình giúp người kia nói mấy câu là được. Tiểu mỹ nữ ở đây một mình à? Lại đây bồi mấy anh chơi chút đi. Mấy người là ai? Ban ngày ban mặt. Mấy người muốn làm gì? Ban ngày ban mặt. Mấy người muốn làm gì? Làm gì hả? Tất nhiên là muốn em gái giúp bọn anh giải sầu chút. Tôi cảnh cáo mấy người đừng có lại đây. Nếu không tôi hét lên đó. Hét đi. Dù cô có hét hàng cổ cũng không ai đến giúp cô đâu. Đúng đó. Hơn nữa chúng tôi cũng thích cô em kêu lên lắm. Tôi cho mấy người tiền. Mấy người cầm đồ đi có được không? Đáng tiếc. Chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi cần cô em chơi với chúng tôi cơ. Mấy người là do người vừa nãy phái đến đúng không? Người cô nói là ai? Chúng tôi không biết. Quả nhiên hắn ta không phải người của anh Tư. Anh lên đi. Đồ phế vật. Làm hỏng chuyện tốt của đại ca. Làm mày ăn đủ. Chuyện đã đến mức này, chúng ta cùng lên. Nhà đầu thối. Con nhà đầu thối, thành thật chút cho tao. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Nhà đầu thối. Cứu mạng với. Có người muốn làm nhục tôi. Tìm chết. Tìm chết. Mộc tổng. Không bị thương chứ? Chúng có chạm vào em không? Tôi không sao. Nhưng tôi thấy nên điều tra bọn chúng. Chắc chắn chúng nhắm tôi mới đến. Còn không mau đi. Tôi thật sự không sao. Tôi có thể tự đi mà. Ôm chặt tôi. Dựa vào ngoại hình này của mình mà đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không tin không có cô gái nào không bị hạ gục. Bỏ tôi ra. Mấy người làm gì vậy? Đây là chỗ nào? Giải trưởng. Sao không giống trong phim chút nào thế? Đi. Mộc tổng, tôi thực sự không sao. Có thể chạy, có thể nhảy. Vậy sao? Sao mỗi lần gặp em, em toàn gặp chuyện thế? Tôi cũng nghi ngờ anh có phải sao chổi chuyện thế của tôi không? Lá gan không nhỏ. Đang đoán thầm tôi à? Không có, không có. Tôi thực sự không có. Tôi thề đó. Đừng động. Son bị nhem rồi. Trời ơi, trời ơi. Mình không thở nổi mất. Trời ơi, trời ơi. Mình không thở nổi mất. Thiển Thiển, em không sao chứ? Anh Tư. Đại. Đại. Đại gì cơ? Có đại gì sao? Tôi không nghe thấy. Rõ ràng tôi vừa mới nghe được mà. Anh Tư, anh muốn nói gì sao? Đại. Đại ca. Lẽ nào? Đại huynh đệ, cảm ơn anh đã cứu Thiển Thiển. Sự việc xảy ra trên địa bàn của cậu. Cậu thấy sao hả? Cái này... Không sao đâu, đây là chuyện nhỏ thôi mà. Anh Tư, không phải cuộc thi sắp bắt đầu rồi sao? Chết rồi, anh quên mất. Em phải đi đây, mọi người ở lại nhé. Thiển Thiển, nhớ cổ vũ cho anh. Anh yên tâm, em còn đang đợi anh đạt quán quân để đưa em vào trận chung kết cuộc thi báo chí mà. Cố lên anh Tư. Đúng là không thay đổi chút nào. Mộc tổng, sao tôi cảm thấy anh đối với người xung quanh tôi đều quen thuộc thế? Anh có vấn đề. Anh có vấn đề. Lúc trước có hợp tác qua nên quen nhau thôi. Vậy sao? Vậy anh tên gì? Tôi chưa từng thấy ai họ Mộc cả. Hay là anh tự tiện viết ra cái họ này hả? Mặc dù biết không giấu được lâu, nhưng nói ra ngay bây giờ, Thiển Thiển sẽ không ghét mình luôn chứ. Anh... Không lẽ anh là... Tôi còn có chút việc. Cái đó tôi đi trước, lần sau nhất định nói em biết. Mình luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Chúng chỉ muốn dụ anh ta chút,
Nhưng giờ xem ra quả nhiên có vấn đề. Cái gì? Tôi đã bày hết kế hoạch ra cho anh rồi mà anh còn thất bại được sao? Đúng là phế vật. Kỳ Nguyệt Thiên, cô bớt chỉ trỏ lại đi. Giúp đỡ cô đã là nể mặt cô lắm rồi. Tưởng mình là nhân vật lớn chắc. Em, anh Khởi, vừa nãy là em quá nóng giận. Anh đừng để trong lòng. Em chỉ còn biết hy vọng vào anh thôi. Anh Khởi, em vẫn còn một kế hoạch nữa. Lần này đảm bảo thành công. Nói nghe xem. Biết anh Khởi thương em nhất mà. Kế hoạch là như này. Cố lên Thiển Thiển, mày có thể làm được mà. Anh hai, anh ba, anh tư. Thiển Thiển, hôm nay em xinh thật nha. Cảm ơn anh. Yên tâm đi Thiển Thiển, em nhất định có thể lấy được giải thưởng vàng. Thiển Thiển, bài viết về anh tư đoạt giải quán quân là độc quyền, giúp em lấy được giải thưởng vàng là việc quá đơn giản. Cảm ơn các anh, cho dù có lấy được giải thưởng hay không, em đều rất vui. Đúng rồi, hôm nay là buổi chung kết. Sao đại ca không ở đây? Đại ca ấy à? Đại ca anh ấy chuẩn bị cho em một bất ngờ, đã đến buổi lễ trước rồi. Được rồi Thiển Thiển, em cũng nên xuất phát rồi, nhớ chú ý an toàn. Vâng, vậy em cúp trước nhé, bye bye. Chuyện gì đây? Sao cứ cảm thấy có người theo sau mình? Có phải do mình quá căng thẳng không? Mục tổng bảo chúng ta theo sát tiểu thư, nhưng đại tiểu thư cảnh giác quá, nếu cứ thế này sẽ bị bại lộ mất. Mau báo lại cho mục tổng một tiếng. Alo. Cứu với! Đại tiểu thư, Thiển Thiển sao vậy? Mục tổng, đại tiểu thư bị chúng bắt cóc rồi. Alo, mục tổng. Mục tổng, đại tiểu thư. Cứu mạng! Thành thật chút. Thả tôi ra. Con đàn bà thối. Thả tôi ra. Mấy người quản viên cùng một bọn. Mau thả tôi ra. Còn chưa đến nỗi ngốc lắm. Vốn dĩ ấy, cô em chỉ cần ngoan ngoãn, anh đây sẽ cho cô em nếm thử tư vị dục tiên dục tử. Đáng tiếc thời gian không đủ, anh chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì? Thơm thật đấy. Anh đây sẽ cho em nếm thử tư vị khi làm phụ nữ, đảm bảo em sẽ yêu anh liền. Tôi cảnh cáo anh, mau xin lỗi tôi đi. Nếu không, đời này anh không được sống yên đâu. Ngoan ngoãn chút. Tính cách này anh rất thích. Nhưng mà đạp tôi đây, nhất định phải trả cái giá đắt. Cứu với! Cứu với! Lát nữa đợi cô ta đắm chìm rồi thì quay lại cho tao. Dạ vâng. Đừng qua đây. Không được quay mặt, đại ca yên tâm. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Cứu mạng với. Dừng tay, tôi xem ai dám động vào cô ấy. Dừng tay, tôi xem ai dám động vào cô ấy. Là ai vậy, đại ca? Không sao chứ? Mày tin tao đâm chết mày không? Không được động. Đại ca, không liên quan đến tôi, là do anh ta chủ mưu. Xin hãy tha mạng cho tôi. Không đúng, mấy người là ai hả? Chuyện của tao và con bé kia liên quan gì đến mấy người? Dám hỗn láo với đại tiểu thư, có phải muốn chết không? Cái gì mà đại tiểu thư? Không phải cô ta, chỉ là đứa nghèo nàn đi xe đạp điện thôi à. Em ấy chẳng qua chỉ khiêm tốn chút, mà mấy người đã ức hiếp em ấy như vậy. Tưởng bọn tao dễ bắt nạt lắm sao? Tên khốn nạn như mày còn sống có ý nghĩa gì nữa? Người đâu, đánh gãy tay hắn cho tôi, tống vào tù. Dạ, đừng đừng đừng. Đại ca, đại ca, đợi một chút, đợi chút. Tôi là bị Kỳ Nguyệt Thiên xúi dục. Đại ca, xin hãy cho tôi thêm cơ hội. Vừa nãy tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh không cần đó, mà anh ta ra ngoài. Vâng. Đại ca, đại ca, đừng mà, tôi sai rồi, là Kỳ Nguyệt Thiên hãm hại tôi. Xin lỗi, anh đến muộn. Sao giờ anh mới đến? Vừa nãy em sợ lắm đó. Xin lỗi, là anh không tốt. Xin lỗi, vừa nãy em nóng vội quá. Chết rồi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta sẽ không đến kịp mất. Nhanh lên, chúng ta đi.
Chị Nguyệt Thiên, không ngờ chúng tôi cũng có thể tham dự buổi trao giải thưởng hôm nay. Thật sự nhờ có chị hết. Đúng đó, chị Nguyệt Thiên, nếu không phải chị vào được trận chung kết của cuộc thi thì sợ là bọn em cả đời này cũng không thể nhận được thư mời của cuộc thi báo chí đến tận nơi để trực tiếp xem thi đấu. Lần này tòa soạn của chúng ta cuối cùng cũng nổi tiếng rồi. Cuộc thi lần này người được chọn vào vòng chung kết đều là nhân viên của công ty ta. Chỉ cần một người đoạt giải thì công ty chúng ta nhất định có thể nổi tiếng. Giải thưởng vàng chỉ có thể là của tôi. Đúng đó, đúng đó. Con bé nhà quê Sư Thiển kia đến xách dép cho chị Nguyệt Thiên cũng không xứng. Sao giải nhất cuộc thi có thể bị cô ta cướp được? Đúng, tiểu thư Nguyệt Thiên, giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về cô, chứ không phải người khác. Đề tài chị Nguyệt Thiên chọn là đề tài môi trường, được mọi người quan tâm nhất. Con bé nhà quê Sư Thiển kia chọn cái gì mà game gũn các thứ, căn bản không thể nào sánh được. Ai thua ai thắng vừa nhìn là biết. Sao không thấy Sư Thiển nhỉ? Con nhà quê đó sẽ không gì biết bản thân sắp thua bởi chị Nguyệt Thiên nên không dám lộ diện đấy chứ. Cô ta không đến cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Dù sao giải thưởng hôm nay cũng thuộc về chị Nguyệt Thiên của chúng ta rồi. Cô ta ấy sợ rằng hôm nay sẽ không thể đến được. Chuyện gì đây? Buổi trao thưởng sắp bắt đầu rồi, sao Thiển Thiển vẫn chưa đến? Lần bình chọn này sẽ chấm điểm trực tiếp. Nếu người dự thi không đến sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Còn 2 phút nữa là đến giờ rồi, đại ca cũng chưa đến. Lẽ nào bọn họ gặp phiền phức gì rồi? Các vị, cuộc bình chọn cho giải thưởng vàng sắp được bắt đầu. Mời 2 vị tiểu thư lọt vào vòng chung kết, nhanh chóng lên sân khấu. Tiểu thư Sư Thiển có ở đây không? Nếu cô còn không xuất hiện thì chúng tôi chỉ đành hủy bỏ tư cách thi đấu của cô. Được rồi, xem ra tiểu thư Sư Thiển không thể đến cuộc thi. Đợi đã. Tên ngu xuẩn Châu Khởi kia, vậy mà lại thất bại rồi. Thiển Thiển, Thiển Thiển, đi lấy giải thưởng thuộc về em đi. Không phải chứ, Thiển Thiển tặng cái này cho anh sao? Không phải em ấy chưa biết thân phận của anh à? Đây là em ấy tặng cho chồng tương lai. Đại ca, anh đê tiện, quá đê tiện, quá thực đê tiện. Vậy nếu như tiểu thư Sư Thiển đã đến thì cuộc bình chọn chính thức bắt đầu. Mời mọi người xem tác phẩm của cả 2 thí sinh. Đây là tác phẩm của tiểu thư Kỳ Nguyệt Thiên. Đề tài môi trường của Kỳ Nguyệt Thiên quả thực rất sâu sắc, không hổ là tác phẩm được chọn vào chung kết. Đúng đó, hơn nữa đề tài môi trường này cũng là đề tài được mọi người yêu thích nhất. Tôi thấy giải thưởng hôm nay rơi vào tay ai đã rất rõ ràng rồi. Đám người này căn bản chưa biết trình độ của Thiển Thiển nên mới dám ở đây bàn luận linh tinh, đúng không? Đúng. Em đã đưa bài phỏng vấn đặc quyền của em cho Thiển Thiển hết rồi. Dựa vào khuôn mặt đẹp trai này sẽ lấy được công nhận của mọi người, không phải quá dễ dàng sao? Anh nói chú chứ, mọi người không bị khuôn mặt của chú dọa chạy mất đã chứng rõ ràng trình độ của Thiển Thiển rất cao rồi. Anh, 2 người này đã lớn vậy rồi mà còn vẫn y hệt như hồi nhỏ vậy. Sắp đến tác phẩm của Thiển Thiển rồi, không xem thì ra ngoài. Đề tài game lại có thể làm đến trình độ này, quả đúng hiếm gặp. Thật sự quá đặc sắc. Sư Thiển, cô đừng vui mừng quá sớm. Tác phẩm không đâu vào đâu của cô chỉ có thể lừa gạt mấy người ngu xuẩn không hiểu gì thôi. Hôm nay các giám khảo bình chọn đều là những chuyên gia có tiếng. Cô nghĩ thứ đồ rách nát kia của cô có thể qua mắt họ sao? Tác phẩm rách nát không ra gì. Vậy sao cô còn phải căng thẳng như thế? Cứ cười đi, lát nữa sẽ không cười nổi đâu. Bây giờ, các giám khảo của chúng ta đã chấm điểm xong cho các thí sinh. Mời dơ bảng. Điểm số đầu tiên chính là điểm số của tiểu thư Kỳ Nguyệt Thiên. Điểm số là 8 điểm, 8 điểm, 7 điểm, 7 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Tổng cộng 41 điểm. Điểm số này không tồi. Người từng đạt điểm cao nhất cũng chỉ có hơn 30 điểm. Chị Nguyệt Thiên tận 41 điểm, chị ấy thắng là cái chắc. Đúng đó, hơn nữa lão Ngô nghiêm khắc nhất, vậy mà cho chị ấy tận 10 điểm. Chị Nguyệt Thiên thật sự quá lợi hại. Sư Thiển, nếu như cô sợ hãi muốn rút lui thì vẫn còn kịp đấy. Bọn họ sẽ vì cô rút lui mà không công bố điểm số đâu. Nếu không lát nữa công bố điểm số của từng người một,
Vậy thì đúng là nhục không biết để đâu cho hết. Sợ hãi. Tôi thấy cô còn sợ hãi hơn tôi mới đúng. Cô cứ mạnh miệng đi. Tôi nói cô biết, người thắng cuộc ngày hôm nay nhất định phải là tôi. Tiếp theo chính là điểm số của tiểu thư Sư Thiển. Mời giơ bảng. Điểm số của tiểu thư Sư Thiển là 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Không điểm. Lão Ngô, ngài thật sự chấm cho tiểu thư Sư Thiển không điểm sao? Trước đây chưa từng có điểm số nào thấp như vậy. Đúng vậy, tác phẩm này đúng là rác rưởi, thật làm bẩn hết mắt tôi. Thật làm bẩn hết mắt tôi. Ngay cả người nghiêm khắc như lão Ngô cũng đánh giá như vậy. Xem ra tác phẩm này đúng là rác rưởi thật. Suýt chút thì bị vẻ ngoài của cô ta lừa rồi. Thì ra cũng chỉ coi cuộc thi này là trò chơi. Tác phẩm của cô ta phải vứt vào thùng rác mới đúng. Giám khảo kiểu gì vậy hả? Em thấy rõ ràng là nhắm vào Thiển Thiển. Cuộc thi rách nát này chúng ta không tham gia nữa. Em sẽ đưa Thiển Thiển đi. Lão Tứ, Thiển Thiển chịu quỷ khuất như vậy, anh còn ngăn em sao? Anh đi cùng cậu. Còn nữa, anh thấy chúng ta trực tiếp hủy giải thưởng này luôn đi. Cuộc thi không công bằng như này không cần thiết tồn tại nữa. Đi. Đại ca, em không quan tâm hậu quả ra sao. Thiển Thiển chịu quỷ khuất như vậy, em không đồng ý đâu. Em cảm thấy anh sẽ để em ấy chịu quỷ khuất sao? Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Giao cho anh đi. Thiển Thiển, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của giám khảo. Điểm số cuối cùng của tiểu thư Sư Thiển là 40 điểm. Sư Thiển, tác phẩm của cô giống hệt như cô vậy, đều là rác rưởi. Lão Ngô, tôi muốn biết tiêu chuẩn chấm điểm của ông là gì. Cái giám khảo khác cho tôi 10 điểm, nhưng ông chỉ cho tôi 0 điểm. Sự khác biệt thật sự quá lớn. Vì vậy tôi muốn biết ông chấm điểm là dựa vào tiêu chuẩn gì. Đúng đó, cái giám khảo khác, ai cũng là người có tiếng trong giới, đều cho cô ta 10 điểm. Nói rõ bọn họ rất tán thưởng Sư Thiển. Mặc dù sở thích mỗi người là không giống nhau, chấm điểm cô không giống, nhưng sự khác biệt to lớn này quả thật chưa từng thấy qua. Lão Ngô, ngài mau nói lý do đi. Đúng đó. Đúng đó, mau nói đi chứ, rốt cuộc là sao? Mau nói đi chứ, rốt cuộc là sao? Có phải có kẻ ăn gian không? Ông nói đi chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì? Đã có chuyện gì? Mau nói đi chứ. Sư Thiển, nói đi, mọi chuyện là sao? Cô thua thì cũng đã thua rồi. Lão Ngô chấm điểm như vậy, chắc chắn là có cách đánh giá riêng của ông ấy. Cô cứ hỏi ông ấy như vậy là muốn hại chết lão Ngô sao? Cô không thấy giờ ông ấy thành bộ dạng gì rồi à? Sư Thiển, ở đây nhiều người như vậy, cô còn muốn dùng thủ đoạn cưỡng ép người khác sao? Đúng đó, cô đố kỵ Kỳ Nguyệt Thiên, ngày nào cũng dùng thủ đoạn để hãm hại chị Nguyệt Thiên thì thôi đi. Giờ chị ấy đường đường chính chính thắng cô, cô còn muốn thế nào nữa? Đường đường chính chính, cô cho người bắt cóc tôi trên đường đến đây, hại tôi suýt chút mất đi tư cách tham gia bình chọn. Cô dám nói cô đường đường chính chính thắng tôi sao? Bắt cóc gì chứ? Tôi không biết. Cô không biết. Sau khi Châu Khởi biết cô phản bội hắn ta, đã khai hết mọi chuyện ra rồi. Bây giờ người của cục cảnh sát chắc đang trên đường đến. Cô sẽ nhanh chóng biết thôi. Sư Thiển, cô đừng ngậm máu phun người. Châu Khởi gì chứ? Tôi không biết anh ta. Cô tưởng tùy tiện nói ra tên một người liền có thể lừa mọi người sao? Dám mà đi gạt người. Chả trách lão Ngô là cho cô ta điểm thấp như vậy. Thì ra đã sớm nhìn rõ nhân phẩm của cô ta. Đúng đó, người như cô ta không xứng nhận được giải thưởng. Sư Thiển, cô là cái thá gì hả? Dám mà đi tranh cãi với tiểu thư Nguyệt Thiên. Bắt đầu từ bây giờ cô bị đuổi việc. Mau cút khỏi đây. Được thôi, tòa soạn rách nát của anh, tôi đã sớm không muốn làm rồi. Cô, Sư Thiển, cô cứ mạnh miệng đi. Dù sao thì cô cũng thua rồi. Cô không mau thông báo giải thưởng. Giờ tôi tuyên bố, người thắng cuộc trong cuộc thi lần này. Đợi đã, tôi nghĩ giải thưởng này phải thuộc về Thiển Thiển. Rõ ràng người thắng là tôi, giải thưởng cũng phải thuộc về tôi. Dựa vào gì phải đưa cho cô ta? Vợ của lão Ngô đột nhiên phát bệnh, nhưng không đổi viện phí. Ông ấy nổi tiếng một đời nghiêm minh, một đời gia cảnh bình thường, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lúc này cô đột nhiên xuất hiện đến tìm ông ấy, nói với ông ấy cô là con gái tỷ phú, chỉ cần giúp cô ấy lấy được giải thưởng, tiền phẫu thuật cô ấy sẽ trả hết. Lão Ngô, tôi nói có đúng không? Tôi... Im miệng. Anh đừng tưởng rằng tùy tiện bịa một câu chuyện liền coi đó là thật luôn. Nói thì phải có chứng cứ. Đúng đó, nhân phẩm của lão Ngô ai cũng biết, sao có thể vì tiền mà làm ra loại chuyện đó. Nhưng mà tình cảm của lão Ngô với vợ vẫn luôn rất tốt, chuyện tình nổi tiếng lắm. Vì để trị bệnh cho vợ nên cũng có khả năng lắm chứ. Đây là 10 tỷ, tính
mạng của vợ ông chắc quan trọng hơn cái danh tiếng hư vô kia nhỉ. Hơn nữa chuyện này ngoài chúng ta ra sẽ không ai biết được cả. Tôi đồng ý với cô, sẽ giúp cô lấy được giải thưởng. Kỳ Nguyệt Thiên, cô thật sự làm chuyện này sao? Liên quan đến mạng người mà cô lại có thể dùng nó để uy hiếp lão Ngô, sao có thể chứ? Sao có thể lưu lại chứng cứ được? Cô cẩn thận tránh tất cả camera, thậm chí còn không mang theo điện thoại. Nhưng đáng tiếc lão Ngô sợ cô thất hứa nên đã đem theo máy ghi âm đưa tôi. Ở đây toàn bộ nội dung hai người nói chuyện. Chứng cứ này cô hài lòng chưa? Thì ra là thật. Quá ra lão Ngô là người như vậy. Thanh danh cả đời bị hủy trong phút chốc, lão Ngô sao chịu nổi đây? Là lỗi của tôi, là tôi bị u mê nên mới đồng ý với điều kiện của cô ta. Tác phẩm của Sư Thiển mới là hoàn mỹ, ngay cả tôi cũng không tìm ra được một lỗi nào. Cậu nói đúng, giải thưởng này phải thuộc về Sư Thiển. Giải thưởng này phải thuộc về Sư Thiển. Lão già đáng chết, dám tính kế tôi. Dù sao thời gian chấm điểm đã kết thúc rồi, giải thưởng phải là của tôi. Tôi mới là người thắng cuộc. Tất cả là lỗi của tôi. Giờ tôi sẽ gọi điện để tự thú. Loại người như cô căn bản không xứng với giải thưởng vàng. Lão Ngô, tuổi ngài đã cao rồi nên về hưu nghỉ ngơi thôi. Đợi vợ ngài khỏi bệnh, cả hai rời khỏi đây đi. Cậu, ý cậu là tiền viện phí tôi sẽ trả. Ông đến bệnh viện đi. Cảm ơn cậu. Đợi giờ tôi khỏi bệnh, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Anh tưởng anh là ai? Đó là 10 tỷ đấy. Trừ Thiên Kim tỷ phú tôi ra, không ai có thể chi trả số tiền đó cả. Đây không phải nhà tài trợ cuộc thi Mục Tổng của công ty Mục Ngữ sao? Mục Tổng? Anh thật sự là Mục Tổng? Mục Tổng? Thân phận anh ấy quả như không đơn giản. Nhưng mà giờ không phải lúc để hỏi cái này. Kỳ Nguyệt Thiên, lừa người khác thì được, nhưng cô đừng tự lừa chính mình. Giả mạo Thiên Kim tỷ phú lâu rồi, cô thật sự coi mình là Thiên Kim tỷ phú sao? Sư Thiển, ý cô là sao? Chị Nguyệt Thiên không phải Thiên Kim tỷ phú, lẽ nào là cô sao? Sư Thiển, tôi thấy người lừa gạt ở đây là cô mới đúng. Cô tưởng rằng chị Nguyệt Thiên không tính toán với cô nên muốn bắt nạt chị ấy sao? Sư Thiển, cho dù cô có lấy được giải thưởng vàng thì có tác dụng gì chứ? Cô cũng không có thân phận Thiên Kim tỷ phú giống như Nguyệt Thiên đây. Nói anh không có não, quá ra là không có thật à. Cô bớt giả dờ. Nếu không có chị Nguyệt Thiên, dựa vào gì cô có thể tham gia vào buổi tiệc của công ty Thiển Ngữ? Dựa vào gì cô được phỏng vấn Một Ngôn? Đúng, không phỏng vấn được Một Ngôn, cô nghĩ bản thân có thể như hiện tại vào được trận chung kết sao? Không phỏng vấn được Một Ngôn, cô nghĩ bản thân có thể như hiện tại vào được trận chung kết sao? Mấy người có từng nghĩ Thiển Ngữ tổ chức tiệc là vì Thiển Thiển không? Nếu không có em ấy, tôi sẽ không bao giờ phát thiệp mời cho mấy người. Làm mấy người được lợi từ em ấy. Có thể phỏng vấn tôi cũng là nhờ vào Thiển Thiển. Nếu không các người xứng gặp tôi sao? Em ấy có thể được vào chung kết là do năng lực của em ấy, không liên quan gì đến mấy người cả. Còn thật sự nghĩ mặt mình dát vàng cơ đấy. Sao có thể? Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhà quê đi xe đạp điện đi làm mà thôi. Sao có thể là Thiên Kim tỷ phú được? Tôi biết rồi. Mấy người đều là nhân tình của cô ta, vậy nên mới giúp cô ta nói chuyện đúng không? Tôi vừa nghe đồng nghiệp cô ta nói tác phong cô ta rất không tốt, hay bám lấy đàn ông, thì ra là bồi ngủ để vào chung kết rồi. Nhưng mà mấy người này, nếu tôi có thể ngủ cùng một người thì đời này cũng coi như đáng giá. Nhân tình? Nếu Thiển Thiển mà chọn tôi thì tôi tình nguyện làm nhân tình của em ấy. Không thể nào, muốn chọn thì Thiển Thiển cũng phải chọn em. Không thể, Thiển Thiển sẽ không thích mấy người đâu, càng không chọn anh. Thiển Thiển là em gái bọn tôi, còn cần nhân tình sao? Em gái của bọn họ? Vậy trừ Thiên Kim tiểu thư ra còn có thể là ai nữa chứ? Đúng đó, vừa là Thiên Kim tỷ phú, vừa là em gái của bọn họ. Đám người này đúng là du quan người vô tội. Bình thường các người đều nói Thiển Thiển vậy sao? Không phải tôi, là cô ta. Là cô ta ngày ngày nói, cô ta ngày ngày nói xấu tiểu thư Thiển Thiển. Đúng đó, là cô ta thao túng chúng tôi. Nếu không có cho chúng tôi 10 lá gan, chúng tôi cũng không dám bất kính với tiểu thư Thiển Thiển như thế. Chúng tôi bị dắt mũi cả thôi. Người phụ nữ kia, từ ngày hôm nay cô bị đuổi việc. Mục Tổng, tôi nói cho ngài biết, đều là cô ta làm, không liên quan đến chúng tôi. Các người, sao cô ta có thể là Thiên Kim tỷ phú được? Kỳ Nguyệt Thiên, cô ham hư vinh, giả danh thân phận tôi không nói, cô còn chia bè kéo phái, ỷ thế hiếp người, lạm dụng của công, còn bắt tay với xã hội đen để bắt cóc tôi.
Giờ là lúc cô phải trả giá rồi. Đúng đó, tiểu thư Thiển Thiển, người như cô ta đáng bị trừng phạt. Cô tiện nhân cô, dám phản bội tôi. Nếu không phải tại cô, sao chúng tôi lại thảm hại như bây giờ? Đúng, đều do cô lừa chúng tôi. Tiện nhân, các người. Đúng rồi, còn mấy người nữa. Tiếp tay cho giặc, dọa nạt người khác. Tôi đã cảnh cáo mấy người, nhưng mấy người không chịu nghe. Vậy nên chắc chắn không thể tha cho mấy người. Cái ngành này không chứa chấp nổi các người nữa. Còn có ngành của chúng tôi nữa, mấy người đừng hòng mò tới. Vậy không phải nói mấy người bọn họ về sau sẽ không có nổi một công việc tốt nữa sao? Tôi thấy ấy, quét dọn vệ sinh chắc vẫn được. Quét dọn vệ sinh? Không được, không được. Không được. Tiếp theo là đến cô. Sư Thiển, cô muốn làm gì? Tất nhiên là cho các người nhận hình phạt đáng có. Tôi sẽ giao hết mấy người cho cục cảnh sát. Để bọn họ đến đây sẽ giao cô cho họ. Tôi nghĩ những tội danh kia đã khiến cô ở trong tù cả đời rồi. Không được, tôi vẫn còn trẻ còn đẹp, tôi không thể ngồi tù. Sư Thiển, tôi biết sai rồi, cô tha cho tôi đi. Thiển Thiển nhân từ, nhưng tôi thì không. Tôi thật sự biết sai rồi, tôi cầu xin cô, tôi không nên đối đầu với cô. Tôi thề sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Kỳ Nguyệt Thiên nhìn thấy quan tài mới biết bản thân sai sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Nếu như cô bắt nạt người khác, sợ là đã được như ý rồi. Loại người xấu xa như cô nên nhốt lại một chỗ mới đúng. Người đâu? Đưa cô ta ra kia. Dân. Nếu mọi chuyện đã được giải quyết thì tiếp tục buổi trao thưởng đi. Dân dân dân. Tôi tuyên bố người đạt giải nhất trong cuộc thi lần này chính là tiểu thư Sư Thiển. Hay, hay. Nam tài nữ sắc, họ đứng với nhau đúng tỏa sáng một vùng. Trời ơi, trái tim tôi lãng mạn quá. Đại ca đúng là mưu mẹo, vậy mà chơi trò giấu thân phận. Nói cứ như chú che giấu thì sẽ được như thế này. Cũng không chọn anh đâu, cũng không chọn cậu đâu. Được rồi, Thiển Thiển vui là được. Bây giờ mời mộ tổng đích thân trao thưởng cho tiểu thư Sư Thiển. Đi chết đi Sư Thiển. Một cẩn. Đại ca. Chết hết đi. Mấy người phải chết cùng tôi. Đại ca, đại ca, đại ca bị thương nặng quá, mau gọi 120. Đại ca, đừng chết. Em xin anh đừng chết. Anh đừng để lại em một mình. Hội trường cuộc thi báo chí, mau đến. Thiển Thiển, đại ca sẽ không chết đâu. Đại ca sẽ không chết đâu. Anh đừng bỏ em lại một mình. Đại ca. Đừng bỏ em lại một mình. Đại ca, mau tỉnh lại đi. Đại ca. Thiển Thiển, bọn anh sẽ không rời xa em đâu. Xe cứu thương đến rồi, mau đưa người đến cán. Nhanh nhanh nhanh. Đại ca, anh đã ngủ 3 ngày rồi. Bác sĩ nói đã sớm không sao, nhưng anh vẫn không thèm tỉnh. Em thấy anh đang cố ý đúng không? Thiệt cho em tin tưởng anh đến vậy. Mọc trong một cây. Trên đời này làm gì có cái họ như thế. Anh còn giấu em lâu như vậy. Em nói cho anh biết, nếu anh còn không tỉnh, em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu. Nhưng mà ấy, quả táo này ngọt thật. Anh. Đúng là ngọt thật. Anh làm gì thế? Anh không sao chứ? Chỉ cần em tha thứ cho anh là anh sẽ không sao cả. Em tha thứ cho anh mà, ngốc nghếch. Vậy chuyện đính hôn từ bé của chúng ta có phải đến lúc thực hiện rồi không? Này, đính hôn là chuyện của hai nhà chúng ta, không phải là chuyện của hai người. Muốn có được Thiển Thiển, nhất định phải qua được cửa của em. Đúng, còn có cửa của em nữa. Còn có em, còn em.